Thanh niên này có tên là Subaru và là một ô gia cư chính hiệu. Cậu rất thích đọc sách đặc biệt là mấy loại mên tình cảm nha. Sau khi đọc chuyện xong, cậu mua một ít đồ để ăn tối. Nhưng khi bước ra ngoài cửa, đột nhiên cậu lạc sang một thế giới khác chỉ bằng một cái nháy mắt. Cậu cũng nhận ra mình được gọi đến thế giới này. Nghĩ rằng bản thân được triệu hồi đến đây thì mình sẽ trở thành chúa tể ma pháp các thứ, nhưng cậu đã bị đời và lật mặt ngay lập tức. Bởi cậu chẳng có mẹ kỹ năng đặc biệt nào cả. Đã thế còn không biết đọc chữ, không có tiền con bị mấy em nữ thú tẩn cho mấy phát. Subazu bất lực ngồi ở một con hẻm rồi trách thằng thần trời đánh nào triệu hồi mình đến đây. Hiện tại trên người cậu chỉ có mỗi con cụ gạch Nokia cùi bắp cùng một ít đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên có mấy thằng đàn em khá bảnh đi tới bắt cậu nôn hết tiền ra cho chúng. Cũng may ở trái đất cậu học được vài chiêu tự vệ nên cũng dễ dàng đáp trả lại bọn chúng. Lúc này tên tóc trắng rút ra hai con dao, cậu nhận ra mình chưa học chiêu này nên đã chuyển sang chiêu quỳ xuống cầu xin chúng. Cứ nghĩ chúng sẽ rủ lòng từ bi hỉ xả nhưng xả không thấy đâu mà chỉ thấy ba thằng hành thôi. Đúng lúc này một cô gái đi ngang qua, cô đang cố đuổi theo tên trộm nhưng vẫn đứng lại để giúp cậu. Nhìn thấy cô sử dụng tinh linh nên bọn cướp cũng biết điều mà xách quần lên chuồn lẹ. Subaru muốn đứng dậy cảm ơn cô nhưng do ăn tẩn nặng quá nên cậu ngất lịm luôn. Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trên một đôi chân đầy lông, nhìn lên trên thì cậu mới biết đó là cặp giò của con mèo. Để tạ ơn cô gái đã cứu mình, Subaru quyết định sẽ giúp cô tìm kẻ trộm vì cậu đã nhìn thấy mặt của cô ta có thêm người nên cô cũng đồng ý và cả ba đã đi tìm khắp nơi nhưng tìm kiếm cả ngày trời vẫn không tìm thấy con bé đó Subaru vẫn không bỏ cuộc cậu hứa nhất định sẽ tìm tên trộm đó bằng được đi cùng nhau gần hết ngày rồi mà cô vẫn chưa nói tên của mình cho cậu biết thế là cô nói tên của mình Satella và tinh linh mèo tên là Park rồi hai người tiếp tục công cuộc tìm tên trộm trên đường đi họ bắt gặp một đứa bé bị lạc nên Satella đã dừng lại để giúp cô bé Subaru mồm thì bảo cô toàn lo chuyện bao đồng nhưng vẫn giúp cô bé đó rất nhanh họ đã đưa cô bé về với mẹ của mình còn hai người thì ra cầu ngắm cảnh tiện thể cũng tâm sự với nhau đôi lời satella thắc mắc tại sao cậu giúp đỡ mình trong khi cậu còn bao nhiêu việc ui rồi thanh niên này mới chuyển sinh nên nó có việc miệng gì đâu thế nên thanh niên mới giúp cô để thần linh nhìn thấy việc tốt của cậu mà ban cho một cuộc sống sung sướng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ thôi có một việc mà cậu chưa biết satella chính là bán yêu tinh bị đối xử rất tệ bạc biết là như thế nhưng xinh đẹp như cô thì cậu đây vẫn giúp hết mình rồi cả hai tiếp tục đi tìm huy hiệu Lần này Subaru đã đề nghị đổi chiến thuật tìm tên trộm Hai người đi đến tiệm bán táo nơi Satella bị trộm chiếc huy hiệu để tìm manh mối Muốn lấy được thông tin từ ông ta thì phải có money Nhưng thanh niên này mới y đến đây nên một xu không dính túi Đúng lúc này cô bé đi lạc lúc nãy đi tới Thì ra cô bé là con của ông chủ tiệm táo Ông hỏi vợ mình sao lại quen hai đứa ất ơ này Sau khi cô vợ nói hai người đã cứu con gái mình Ông liền xin lỗi hai người rồi nói cho họ danh tính của tên trộm đó cô ta tên là pheo một tên trộm có tiếng ở khu ổ chuột biết được thông tin của tên trộm hai người cùng nhau đến khu ổ chuột lúc này trời cũng gần tối park cũng dần thấy mệt vì xuất hiện ở những nơi như thế này khiến cậu tiêu tốn rất nhiều năng lượng và phải cần rất nhiều thời gian để hồi phục sau đó cậu chui vào hòn đá để dưỡng sức lúc này hai người vẫn chưa tìm ra được tên trộm pheo nên quyết định nhờ đến sự trợ giúp của các tiểu tinh linh rất nhanh một luồng ánh sáng tỏa ra có được thông tin nên cả hai đi tiếp đường càng ngày càng tối và vắng bỗng một người đàn ông đi qua Sakuba nhân cơ hội liền hỏi anh ta có biết Pheo không. Nhắc đến Pheo ông ta liền nhận ra ngay tên trộm khét tiếng, sau đó anh chỉ hai người đến tiệm cầm đồ. Tới nơi Sakuba bảo cô hay ở ngoài này để cậu vào thăm dò trước xem thế nào. Khi vào bên trong Sakuba cảm thấy nơi này rất u ám, đi tiếp vào bên trong thì cậu nhìn thấy xác của ông chủ tiệm. Bất ngờ một người phụ nữ xuất hiện rồi chém một phát vào bụng cậu. Bên này la đợi mãi không thấy cậu ra nên đã đi vào xem thử. Sakuba hấp hối bảo cô mau chạy đi nhưng không kịp, Tela cũng ăn ngay một phát chém. Khi tỉnh lại Sakuba cứ nghĩ mình đã lên thiên đàng nhưng thấy méo nào anh lại đứng trước cửa ông bán táo. Cũng như lần đầu tiên ông chủ tiệm lại đuổi cậu đi, cậu đến con hẻm thì gặp lại ba tên cướp. Không để mình bị thảm hại như lần trước, Sakuba đã nhanh chóng đấm vỡ mùng tên cầm đầu, thằng thứ hai cũng ăn một phát nòi nằm im. Còn tên béo còn lại đã bị cậu bóp nát cánh tay. Sau khi trả thù chúng xong cậu đi thẳng đến tiệm cầm đồ. Để vào được bên trong thì cậu cần phải có mật khẩu bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu trả lời đúng rồi được đưa vào bên trong để nói chuyện. Để xác minh chuyện lần trước cậu hỏi ông đã ngỏm lần nào chưa? Ông nói thằng quái này mày đang hỏi cái gì vậy hả? Nếu ngỏm rồi thì tao ngồi được ở đây chắc. Cậu nói với ông mình đang muốn tìm chiếc huy chương bạc. Ông nói mình không có những thứ đó, nhưng đến tối sẽ có người mang hàng đến và người đó chính là Pheo. Suba cu nghi đó là huy chương nên đã đặt hàng. Ông chủ tiêm nói vì nó là đồ hiếm nên phải trả một cái giá rất lớn mới có thể mua được mà giờ cậu làm méo có đồng nào nên đã thương lượng với ông đổi huy chương lấy bim bim thế mà ông chủ tiệm cùng đồng ý đến chiều tối pheo cũng mang hàng về nên họ cũng bắt đầu trao đổi với nhau nhưng chỉ mỗi đồ ăn thôi chưa đủ nên cậu đã lấy ra chiếc điện thoại để trao đổi rồi cậu chém gió rằng đây là dụng cụ phép thuật có thể lưu trữ hình ảnh và thời gian sau đó cậu tác nghiệp cho hai người kia xem khiến họ rất trầm trồ ông chủ tiệm xem xong rồi chốt luôn giá là hơn 20 đồng bạc Subaku nghĩ quả này giàu to rồi nhưng Feo lại nói rằng phải đợi người giao dịch thứ hai đến đầu giá và người đó cũng chính là người thuê pheo ăn trộm chiếc huy hiệu này vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay cô ta rất quyến rũ với mái tóc màu tím tên là elsa rồi cô ta lấy ra 20 đồng tiền bạc lên bàn làm phép khiến mọi người mắt chữ a mùng chữ o luôn ông chủ tiệm lại phán rằng cái cục gạch của cậu đáng giá hơn 20 đồng kia nên phần thắng nghiêng về cậu hơn cô gái cũng chấp nhận cách phân xử này nhưng cô thắc mắc subaku sẽ làm gì với chiếc huy hiệu này cậu nói rằng mình sẽ tìm lại chủ nhân của nó và trả cho chủ nhân nghe thấy vậy elsa liền thay đổi thái độ Pheo nhanh chóng đẩy cậu qua một bên, xít chút nữa thì cậu ăn phát kiếm của cô ta rồi. Ông chủ tiệm thấy vậy liền cầm chiếc bùa khổng lồ tấn công cô ta nhưng cô ra quá nhanh. Chỉ trong phút mốt ông chủ tiệm lìa luôn một cánh tay, rồi cô ta ra tay với ông luôn. Pheo tức giận lao lên muốn trả thù cho ông chủ nhưng cũng bị cô ta chia làm hai mảnh luôn. Nhìn thấy cảnh tượng này Su Ba Cu không khỏi kinh hoàng, Elsa chế nhạo cậu là một thằng hèn, không có năng lực chiến đấu. Thế Su Ba Cu liều mạng xông lên đấm thật mạnh vào người cô ra nhưng khi nhìn xuống bụng thì đã thấy mình bị thủng một lỗ miệng rồi. Trước khi hồi sinh lại, cậu đã nhìn thấy cô ta mọi ruột của mình và khen chúng rất cu Và khi mở mắt ra thì cậu lại thấy mình đứng trước của hàng táo, một lần nữa thời gian lại lặp lại. Lần này do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi và được một ông chú gọi dậy. Đúng lúc này cậu đã gặp lại Satella, nhưng cô không hề biết cậu là thằng bỏ mẹ nào cả. Cô rất tức giận khi cậu gọi mình bằng cái tên phù thủy ghen tuông vì nó chính là biểu tượng của sự cấm đoán. Nói xong thì cô rời đi đúng lúc này pheo từ đâu chạy tới cướp huy chương su ba tính đuổi theo nhưng cô cho rằng cậu chỉ là thằng ngáng đường nên cô đã đuổi theo pheo còn cậu thì gặp lại ba tên cướp lần trước lần này cậu không muốn đôi co nhiều với bọn chúng nên bọn chúng cũng biết điều và cho cậu ăn ngay một phát dao vào bụng tưởng cậu đã niệm nên bọn chúng sợ hãi bỏ chạy còn cậu thì lại quay về như cũ rút kinh nghiệm từ những lần trước cậu liền kiểm tra đồ đạc trên người mình thì thấy có rất nhiều điều kỳ lạ nhưng điều cậu chắc chắn nhất là mỗi lần mình ngỏm thì cơ thể sẽ quay về trạng thái ban đầu có vẻ như thanh niên vẫn chưa phát huy được khả năng từ chuyện đó, mà cậu đã quay lại bốn lần mà vẫn chưa thấy Satella đến cứu lúc cậu gặp mấy tên cướp kia nên cậu cũng không lo mấy chuyện báo đáp với cô. Nhưng khi cậu nghĩ đến những việc mà cô đã giúp mình khi gặp nạn, hơn nữa không làm gì thì cô cũng sẽ ngỏng. Vì hồi sinh được ba lần nên cậu biết rằng chỉ cần lấy lại được chiếc huy hiệu của cô trước khi đến tiệm cầm đồ thì tất cả sẽ được cứu. Thế là cậu tìm đến ông bán táo để hỏi thông tin trộm cướp mấy ngày nay. Khi biết đã có chuyện, cậu đã đi đến một con hẻm cũ lần này cậu lại gặp ba tên cướp lần trước rút kinh nghiệm từ những lần vừa rồi cậu biết ba tên này rất sợ vệ binh nên đã hét lớn nhưng vì diễn không sâu nên bọn chúng biết ngay là cậu đang lừa chúng lập tức rút dao ra định xử cậu thì đột nhiên có một hiệp sĩ xuất hiện mấy tên cướp nhìn anh hiệp sĩ và thấy thanh kiếm có vuốt rồng nên cũng biết điều mà chuông lẹ subaku rất cảm kích và cảm ơn anh hiệp sĩ đã giúp mình trước khi rời đi cậu nhờ anh hiệp sĩ nếu nhìn thấy một cô gái tóc bạch kim thì hãy nhắc cô ấy không được tới tiệm cầm đồ ở khu ổ chuột sau đó cậu hỏi người dân và chạy thẳng tới tiệm cầm đồ. Do vội vàng nên cậu đã đụng trúng một người phụ nữ, mà cô ta chính là Elsa. Cậu rất bất ngờ nhưng cũng cố tỏ ra là mình ổn. Elsa cũng biết được người này đang sợ hãi và có thù địch với mình. Cô ta có thể dễ dàng nhận ra qua mùi của Subazu Mặc dù rất tò mò nhưng bây giờ cô ta có việc quan trọng hơn nên thanh niên Sabazu thoát được một kiếp. Sau đó Subaru nhanh chóng chạy tới tới nhà pheo. Cậu không ngờ rằng ngôi nhà của cô không khác gì chuồng chó, vừa thấp vừa hôi thối nữa Thấy người lạ tới nhà của mình, Pheo liền rút dao ra tấn công cậu. Cô dùng dao vừa chém vừa hỏi Subaru có mục đích gì. Cô em phải bình tĩnh anh mới nói được chứ, cứ sồn sồn hết cả lên. Đến khi Subaru nói mình đến đây để giao dịch, Pheo mới dừng lại. Subaru lấy chiếc điện thoại ra và nói rằng nó là một metia quý hiếm đáng giá hơn 20 đồng bạc thánh. Nhìn Subaru có vẻ không nói dối nhưng Pheo vẫn có chút nghi ngờ. Cô muốn tới gặp ông chủ tiệm cầm đồ để hỏi món hàng trước khi đưa ra quyết định. Subaru không ngờ mình vẫn phải tới đó. Ông chủ tiệm xem qua chiếc điện thoại thì thấy nó rất tốt và ông cũng đồng ý việc trao đổi. Nhưng thấy Subaru quyết định rất nhanh gọn lẹ nên cả hai cũng có chút nghi ngờ. Thế là cô bảo chắc chắn chiếc huy hiệu kia đáng giá hơn 20 đồng bạc nên đợi người thứ hai đến đấu ra xem như thế nào. Vừa dứt lời thì một vị khách tới, Subaru nghĩ quả này xong rồi ông giáo ơi, Elsa sẽ cho mỗi người một xiên mất. Bất ngờ khách hàng đó không phải Elsa mà là Emilia, Subaru cũng không ngờ trời chưa tối mà cô có thể đi đến được đây nhìn thấy cô pheo liền hoảng sợ bỏ chạy nhưng cô dùng phép thuật tinh thạch đe dọa pheo trả lại huy hiệu của mình su ba cu khuyên pheo trả lại đồ cho chủ cũ khiến sa rất ngạc nhiên vì cô tưởng cậu là bạn của pheo đột nhiên su ba du nhìn thấy bóng dáng của elsa cậu liền hét lên nhắc sa cẩn thận nhờ vậy mà park đã kịp chắn cho cô elsa chế nhạo pheo vô dụng vì không làm được việc gì ra hồn mà dù gì cũng là đứa từ phố nghèo nên không trách được thấy sa cũng ở đây nên cô ta quyết định thay đổi kế hoạch đó là ra tay hết những người có mặt ở đây Thầy Pheo bị người khác xúc phạm như vậy Su Ba Cu liền phản bác rằng ít ra cô ấy vẫn luôn cố gắng vì tương lai còn hơn đứa hại người không ghê tay như con mụ Elsa. Cuộc trò chuyện này cũng là cách để cậu kéo dài thời gian cho Park thi triển phép thuật. Lúc này những viên tinh thạch sắc nhọn liên tục lao về phía Elsa. Rất nhanh cô ta đã né được những đòn tấn công đó. Park tiếp tục phóng tên đến khi cô ta thấy mệt thì thôi. Nhưng không ngờ cái mụ này lại có sức trâu chó đến như thế mà đến 5 giờ Park sẽ không sẽ không giữ được hình dạng vật lý nên cậu quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng trước khi chúc mọi người ngủ ngon cậu gọi ra một dòng tinh thạch khổng lồ hướng về phía Elsa tạo lên một tiếng nỏ lớn. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng thế méo nào con mụ Elsa vẫn y nguyên và nở một nụ cười nham hiểm. Trước khi Park biến mất cậu dặn Satella nếu có chuyện gì hãy dùng hết mana để triệu hồi cậu. Vừa nói xong thì mụ ta đã lao đến nhưng Satella đã dùng ma pháp để chống đỡ lại. Nhìn thấy Satella gặp nguy hiểm như vậy Phel và ông chủ tiệm cũng không thể làm ngơ. Rất nhanh Satella bị đánh trọng thương, ông chủ tiệm cầm chùy lập tức lao tới nhưng cũng như mấy lần trước, ông không phải đối thủ của mụ ta khi mụ ta định xin cái cánh tay của ông thì pheo đã kịp thời đỡ được mụ ta tức giận đi về phía pheo thấy pheo sắp bị chém su ba cu không nghĩ nữa mà xông lên đẩy cô bé ra lúc này sa cũng đã tỉnh lại phóng tinh thạch về phía elsa Nhưng cơ hội hai người kia tiếp tục chiến đấu su ba du dục pheo mau chạy khỏi đây nhưng pheo nhất quyết không chịu đi su ba cu thuyết phục cô mới chỉ 10 năm tuổi còn cậu tận 18 tất nhiên phần trăm sống sót của cô cao hơn rồi nghe thấy cũng có lý nên pheo mới chịu rời đi Lúc này Subaru dùng hết võ lực của mình để chiến với con mụ này một lần cho biết, nhưng những lát cắt của mụ ra đã khiến cậu bị thương. Satella cũng không thể yểm trợ trong cự ly gần, cô còn một tuyệt chiêu cuối. Bên này Subaru đã bị Elsa tóm được cái chân, mụ đang định xin cái cọ về để Linh măng thì bỗng trần nhà sập xuống. Và người đó chính là hiệp sĩ hát đã đến trợ giúp hai người. Thì ra trên đường chạy trốn, Fel đã vô tình đụng phải anh, cô đã cầu xin giúp đỡ và đưa anh tới đây. hát nhìn Elsa một lượt rồi nói cô ta đến từ phương Bắc, Elsa cũng nhận ra Gem Hát là đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia. Mọi chuyện bây giờ có vẻ như dễ dàng hơn. Gem Hát nhờ Subaru và Satella chữa trị cho người bị thương, còn săn quái vật thì để anh. Quả nhiên gen Hát mạnh khủng khiếp, anh chỉ dậm chân một cái đã tạo ra kết giới đánh bay Elsa. Mụ ta không ngờ anh mạnh như vậy nhưng vẫn giả mồm nói anh đánh nhau mà không dùng kiếm là hèn. gen Hát cười một cái nói kiếm chứ gì, anh đây chấp mụ dùng con kiếm gẻ này luôn. Anh dùng kiếm khí của gia tộc Ata tạo thành dòng mana chói sáng bao quanh anh vung kiếm một cái đã gây nên một vụ nổ lớn còn mụ elsa cũng lặn tăm hơi lúc này thanh kiếm của gen hát cũng tan tành sau vụ việc lần này satela rất có hảo cảm với subazu cô cũng chấp nhận tha thứ cho pheo. cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng không con mụ elsa lại lù lù xuất hiện không nói một lời nào mụ ta cứ thế mà lao lên không muốn satela bị thương cậu đã lấy thân mình đỡ cho cô vì tấn công thất bại nên mụ phù thủy đã rời đi cơ mà nhìn lại xuống bụng thì nó đang rách ra thanh niên liền gục tại chỗ Nhờ có tổ tiên gánh còng lưng mà thanh niên thoát kiếp luân hồi Khi mở mắt ra câu không thấy hàng táo nữa mà là một căn biệt thự xa hoa Cậu liền đi thăm dò lâu đài để tìm những người sống ở đây Người đầu tiên Subaru gặp chính là petty một tinh linh hình người Trong cô bé nhỏ nhỏ như này thôi chú người ta hơn 400 tuổi rồi đó Thấy thằng cu mỏ hỗn quá nên bà cho thanh niên giật điên đảo luôn Subaru tỉnh lại đã thấy mình được đưa về phòng Bên cạnh còn có hai bé hầu gái rất beautiful Cô chị tóc hồng làm giam, cô em tóc xanh dương là gem người cuối cùng cũng là người quan trọng nhất mà cậu cần biết ở đây chính là ma cô là chủ lâu đài và toàn bộ lãnh địa xung quanh sau đó tất cả mọi người cũng đi ăn và trò chuyện subazu hỏi tất cả thông tin ở đây đồng thời thông qua cuộc trò chuyện này anh cũng biết rằng emilia lại là một trong những ứng cử viên hợp lệ cho ngai vàng còn chiếc huy hiệu suýt bị đánh cắp của cô tượng trưng cho điều đó ma là quý tộc đứng đằng sau ủng hộ cho cô để hậu tạ ơn cứu mạng của Subaru, ma giờ quyết định sẽ thực hiện một điều ước của cậu Nghe vậy Subaru nói mình muốn trở thành quản gia cho lâu đài này, và điều ước của cậu rất nhanh đã được chấp thuận. Thế rồi cậu được đưa đến nhà may mặc trang phục quản gia, nhưng với chiều cao 3m7 đôi của cậu thì không một bộ đồ nào vừa vặn cả. gen quyết định sẽ may cho cậu một bộ khác. Sau đó giam bắt đầu đưa cậu đi tham quan mọi ngóc ngách trong lâu đài. Giới thiệu xong câu bắt đầu làm việc nhưng cậu làm việc méo gì cũng không xong, nấu ăn thì năm lần bảy lượt đều bị đứt tay. Thấy một người lạ mặt tự dưng đến si làm phục vụ ở đây nên Ma giờ cảm thấy có chút nghi ngờ. Lúc này Emilia đang luyện tập tinh linh, Subaku cũng ở đó xem cô luyện tập. Thấy tay của Subaru vết thương chẳng chịt nên cô ngỏ ý muốn giúp cậu. Cậu đã lấy cớ từ chối vì cho rằng đó là thành quả những ngày cậu làm việc tại đây. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, Subaru thoải mái chìm giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu liền nhận ra mình đã quay trở lại thời điểm hôm qua. Vì Ram và Jem cũng với những người khác đều không nhận ra mình. Subaru thắc mắc không biết tại sao lại quay về như cũ. Đang đi thì cậu gặp Emilia, vừa hai cô cũng đi tìm cậu. Hai người sau đó đi ăn sáng cùng nhau, lần này giống như lần trước cậu lại xin Ma giờ làm quản gia ở đây. Nhưng lần làm quản gia này lạ lắm, cậu được đi tắm cùng với tước, tắm xong thì có gái hầu tận cửa. Nhưng thật ra là hầu Ma giờ chứ nhân viên quèn như cậu chỉ có nằm mơ thôi. Sau đó giam hẹn cậu đến phòng của mình, mục đích của buổi hẹn là cô sẽ chỉ dạy cho cậu cách viết chữ. Nếu biết nói chuyện mà không biết viết chữ thì cũng bằng nhau, nên cậu quyết định sẽ học viết để khi có việc gì cậu còn biết đường mà tích nốt lại thời gian thấm thoát trôi qua cậu đã học thêm được nhiều chữ nhưng giam đã ngủ say lúc nào không hay biết ngày hôm sau đồng phục của subaru đã xử lý xong cậu bắt đầu với công việc tay chân của mình giống với trước kia cậu lại cắt chúng tay nhưng lần này có vẻ như tiến bộ hơn giam muốn subaru hoàn thành những công việc này tốt nhất có thể để giảm bớt gánh nặng cho subaru gem liên tục phải gánh còng lưng cùng với cô em của mình gem thấy tóc subaru dài quá nên cô cũng muốn cắt tóc cho cậu nhưng vì sợ cô cắt xong thành thảm họa nên cậu đã từ chối sau đó cậu lại tiếp tục công việc nhưng Gem đã đến xin lỗi vì quá xen vào chuyện người khác. Để có thể trục lỗi Subaru muốn cô chảy chuốt lại mái tóc cho mình, bởi vì một mình cậu tự tay làm đẹp trai quá rồi. Sau đó cả hai đã xuống làng bên dưới để mua chút lương thực. Subaru đã vui đùa cùng lũ trẻ nhưng do không hợp với chó mà bị nó cắn một cái. Cũng đến lúc ra về, Subaru đã tạm biệt lũ trẻ. Trên đường cậu đã tâm sự mỏng với Gem về tuổi trẻ trong làng, bởi lũ trẻ thường nhìn cách cư xử đến đánh giá người khác ban ngày rất vui chứ ban đêm chẳng vui tẹo nào vì Subaru lại bị bắt học chữ. Lần này người dạy không phải Gem nữa mà người đó là Emilia. đứng trước cờ giúp cậu không tài nào tập trung vào việc học được. Thôi dẹp miệng việc học qua một bên đi. Cậu mời Emilia đi hẹn họ với mình ở đồng hoa. Nghe hẹn hò cô chả biết nó là cái vẹo gì cả nhưng đồng ý làm thanh niên rất phấn khích. nửa đêm cậu bắt đầu cảm thấy tôi quay cuồng trong mơ hồ, nôn mửa như sắp niệm. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để nhờ sự cứu giúp. Chính lúc này có kẻ đột nhập và tấn công cậu khi mở mắt ra cậu đã thấy cánh tay phải lơ lửng trên trần nhà ngày hôm sau mọi chuyện một lần nữa lặp lại giam và gem sợ hãi nhìn su ba du vì nghĩ cậu là thằng biến thái cậu bắt đầu phân tích lại các mốc thời gian vì đây là lần thứ ba cậu hồi sinh ở đây lần đầu tiên là do cơ thể suy nhược khiến cậu rơi vào giấc ngủ sâu nên niệm luôn lần thứ hai đã có kẻ tấn công cậu tiếc rằng trong cái nhà này vẫn có thể nhắm vào cậu cơ mà đi lòng vòng suy nghĩ nhiều quá làm petty phát cọc bà đuổi cậu ra ngoài vì cái tội làm phiền người khác thanh niên méo thèm nghe mà cứ thích gây sự Kết quả cậu bị bà đánh bay ra ngoài và vô tình gặp Emilia ở đây. Cô rất ngạc nhiên vì mới sáng sớm cậu đã thích đi tắm bằng phân bón cho cây rồi. Thế là Emilia đã gọi Park dậy để rửa sạch lại cơ thể cho Subaru. Nhưng Park làm hơi lố khiến Subaru phát cọc và cậu giáo huấn cho Park một trận. Nhìn thấy cảnh tượng đó làm Emilia rất vui. Thấy vậy Subaru định làm nhiều cho Park hơn. Nhưng Jam và Jem đã đến mời Subaru và Emilia đi ăn sáng vì ma giờ đã quay trở về. Đây sẽ là lần thứ ba gặp mặt anh ta, mà theo như cậu biết ngày thứ tư sẽ có người tấn công, nếu cậu có thể nói ra được điều đó thì tốt biết bao. Nhưng vì không có bằng chứng để xác thực chuyện này, do vậy cậu quyết định sẽ thu thập thông tin để vạch mặt kẻ tấn công mình. Khi ma giờ hỏi cậu muốn được thưởng gì thì cậu đã lựa chọn ăn chơi thoải mái tại đây. Như vậy cậu mới có nhiều thời gian để theo dõi tên tấn công. Vì Su Ba được sống dưới thân phận một vị khách nên không thể thân thiết với mọi người như trước. Chán quá nên Su Ba đã đi đến chỗ Petty, ba lần bảy lượt cậu đều không gõ cửa làm bà muốn cho cậu ngỏm lắm rồi nhưng mục đích cậu đến đây là để hỏi bà về một loại phép thuật khiến đối phương suy nhược khi đang ngủ. Betty nói có nhưng bà coi nó giống như lời nguyền rủa hơn là phép thuật mà những pháp sư nguyền rủa hay sử dụng ở phía Bắc Vương quốc Guteco, nhưng có cách đơn giản hơn lời nguyền đó chính là hút cạn mana. Trong lâu đài này chỉ có mỗi bà và bác dùng được chiêu đó. Nghe đến đâu Su Ba Du liền chất vấn bà có phải là người ra tay với cậu không? Betty nói ai rảnh mà làm mấy chuyện đó với cậu. Thấy cậu luyên thuyên nhiều quá nên bà đá miệng cậu ra ngoài cho đỡ phiền chiều đến cậu đã ngồi suy nghĩ đến điều kiện hồi sinh trong căn biệt thự cậu đã niệm ba lần và đột phá thành công vào lần thứ tư để tránh quay lại lần nữa nên sáng ngày thứ tư cậu sẽ rời khỏi đây trước lúc đó giam đã đem trà đến và ngồi tâm sự với cậu cô thắc mắc cậu đang học gì thì su ba du đọc một câu chuyện về con quỷ đỏ khóc lóc làm giam nghiêm túc hẳn ra cô ngồi nghe cậu kể từ đầu cho đến cuối câu chuyện giam cảm thấy nhân vật trong chuyện rất đáng thương dù là quỷ đỏ quỷ xanh hay dân làng thì mỗi người lại yêu thích một con quỷ khác nhau nên giam đã đưa ra cho Subaru hai sự lựa chọn. Cô hỏi cậy chọn con quỷ đỏ biết ước ao và muốn che chở cho mình, hay con quỷ xanh ngu ngốc chìm đắm trong sự hy sinh. Tuy nhiên cậu không chọn một mà chọn cả hai, vì mỗi lựa chọn đều có ý nghĩa riêng. Ngày hôm sau Subaru tạm biệt mọi người để lên đường. Emilia muốn giữ cậu ở lại, nhưng vì đây là cách cứu sống mình nên cậu vẫn quyết sẽ rời đi. Để tránh mất mạng thêm lần nữa nên cậu đã lên vách núi để quan sát căn biệt thự. Chiều đến cậu vẫn ngồi quan sát thì phát hiện có kẻ lạ mặt tấn công mình. Nào ngờ hắn đã xuất hiện ngay sau lưng cậu rồi tung trì khiến cậu ngã xuống vách núi. May là du thoát được, cậu liền cầm dây xích kéo thật mạnh người ở bên kia. Không ngờ tên đó lại chính là rem mục tiêu của cô ta đến đây để ra tay với cậu vì cô ta thấy cậu là người rất đáng nghi. Mặc dù cậu đã hết lòng giải thích nhưng Zem đếch thèm nghe, du chỉ còn cách bỏ chạy. Trước khi chạy thì cậu nháy vài tầm làm kỷ niệm trước cái đã. Chạy đến đồng cỏ thì một chân của cậu đã bị chặt lìa nhưng rồi Zem lại đi tới trị thương cho cậu Cô ta làm như vậy là để cậu nếm trải từng cơn đau một. Cô ta chất vấn cậu đến đây có mục đích gì, thấy cậu trả lời là vì Emilia thì cô ta lại tẩn cậu lia lịa. Vì đâu không phải là câu trả lời mà cô ta muốn nghe. Cô ta nghĩ cậu là phù thủy được cử đến đây để làm hại giam. Chính vì lũ phù thủy đó mà giam phải chịu rất nhiều đau đớn. Lúc này Subaru rơi vào tuyệt vọng mà khóc lớn, cậu đã rất yêu quý hai người vậy mà tại sao mỗi lần hồi sinh lại chỉ có mỗi mình bị bỏ rơi. Chưa kịp nói hết câu thì Gem đã cho cậu một chém rồi ngỏm luôn. Subaru tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, khi nhìn thấy Rem và Ram, cậu sợ hãi đuổi hai người ra ngoài. Thấy có điều bất thường nên Emilia đã tới hỏi thăm cậu. Nhìn thấy cô cậu chợt nhận ra từ trước tới nay cậu luôn cố gắng tự mình thay đổi mọi thứ. Nếu như bây giờ có cô giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng khi cậu bắt đầu kể mọi chuyện cho Emilia nghe thì bỗng dưng thời gian, không gian đã dừng lại. Trong phòng xuất hiện những đám khói đen và một bàn tay kỳ lạ tiến tới bóp chặt trái tim cậu. Lúc này cậu nhận ra mình không thể nói cho bất kỳ ai về năng lực của mình để tránh những người khác gặp nguy nên cậu không muốn Emilia quan tâm đến mình. Đến cả ma giờ đến thăm cậu cũng không muốn nói một điều gì. Khi Petty đến nói chuyện thì nhận ra trên người cậu có mùi phù thủy, mà ở thế giới này chỉ có người được xưng có mùi phù thủy ra ngoài cô ta chẳng có ai. Biết mình sẽ ra đi trong ngày thứ năm nên trước lúc đó Subaji đã nhờ Petty bảo vệ mình trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Điều kiện đó rất khó vì Petty gắn liền với căn biệt thự này. Nhưng vì điều đó là mong ước mà Suba cứu, cứu Emilia thì Petty đành chấp nhận. Thế là Betty nắm lấy tay của cậu để lập khế ước, bà sẽ bảo vệ Subaru vào những ngày đó. Đêm đến chuyện lúc trước lại xảy ra, nhưng may mắn là có bàn tay nắm vào cậu và mọi chuyện đã kết thúc. Điều không ngờ được Subaru đã ngủ gật đến ngày thứ tư lúc nào không hay biết. Biết ngày hôm sau sẽ có chuyện nên Betty đã cho cậu vào thư viện sách cấm, mục đích là để những ngày sau trôi qua một cách an toàn. Lúc này có người gọi Betty ra ngoài, vì quá tò mò nên Subaru đã lấy hết can đảm để mở cửa phòng ra. Mặt trời lúc này đã ló dạng và cậu biết bản thân đã vượt qua được ngày thứ tư kinh hoàng nó. Lúc này Emilia cũng đi tới, thấy cô Subazu mừng rỡ nói có rất nhiều điều muốn làm với cô. Emilia chỉ im lặng đưa cậu đến một căn phòng, bên trong là tiếng khóc của giam cất lên và người nằm trên giường là Jem. Khi Subazu đi đến cậu lập tức đã bị giam đuổi đi, còn nguyên nhân rem ra đi là do suy nhược vì ai đó nguyền rủa. Subazu ngớ người nhận ra Jem không phải là người làm ra chuyện đó mà là một người khác thấy cậu biết được gì đó giam tức giận dùng pháp thuật ép cậu nói ra hết thông tin. May mắn lúc đó Petty đã ra tay kịp thời vì cô đã hứa sẽ bảo vệ Subaru hết ngày hôm nay. Để giữ mạng sống mà Subaru đã bỏ chạy, rốt cuộc cậu có thay đổi thế nào đi nữa cũng không thể làm được gì. Cậu muốn tìm cách kết liễu đời mình nhưng lại không đủ dũng khí. Khi tỉnh dậy đã thấy Petty đứng trước mặt mình. Bà đã hứa sẽ bảo vệ cậu hết ngày hôm nay rồi nên nếu có chết thì tìm chỗ nào xa xa tí, điều đó sẽ khiến bà bớt cắn rứt lương tâm mọi chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được nữa petty sẽ giúp cậu ra thoát khỏi lãnh địa này ngay giây phút nắm lấy tay petty subaku nhớ lại lúc mình đau đớn vì ác mộng và bệnh tật giam và gem đã bên cạnh giúp đỡ cậu tiếc rằng hai người họ cũng có quá khứ đau khổ dẫn đến gem bị suy nhược mà ra đi để mọi chuyện trở nên tốt đẹp thêm lần nữa subaru quyết định sẽ thay đổi nhưng lúc này giam đã chạy đến nhưng lần này subaru không hề sợ hãi cậu đã đứng ra xin lỗi toàn bộ mọi thứ rồi bắt đầu từ từ để quay về ban đầu sau đó cậu đã tỉnh dậy mọi chuyện lại quay về ban đầu nhìn thấy hai chị gem và giam vẫn còn khỏe mạnh cậu nắm lấy tay hai người thở phào nhẹ nhõm hai người không hiểu gì tưởng thanh niên này là biến thái cơ mà subaru đã thay đổi cậu lại gần bắt tay hai người làm hòa thì emilia tới tìm cậu mọi người lại tiếp tục bữa ăn và lần này subaru muốn làm việc tại đây nhưng điều đầu tiên để sống sót được ở đây một tuần thì cậu cần giành được niềm tin từ những người trong biệt thự nếu không được xem trọng nguy cơ subaru sẽ bị trừ khử điều thứ hai Subaru cân có võ công để đánh bại được tên pháp sư nguyền rủa kia rất nhanh một ngày đã trôi qua trong lúc ngồi nghỉ cậu nhớ đến Emilia là pháp sư sử dụng phép thuật nhưng thực chất đó chỉ là ký hiệp ước với Park, nên cô được gọi là tinh linh pháp sư điều khác nhau là pháp sư sử được dụng phép thuật trong cơ thể còn tinh linh pháp sư sử dụng pháp thuật với ma lực của một bầu khí lớn đó vẫn chưa là mấu chốt mà chính là sử dụng cánh cửa sinh mạng như thế Subaru cũng có thể sử dụng được nhưng trước đó cậu cần kiểm tra thuộc tính bởi phép thuật chia làm bốn thuộc tính ma lực hỏa thủy phong thổ đen cho thanh niên vì cậu méo có thuộc tính nào cả mà lại thuộc tính âm ngoài bốn thuộc tính trên còn có hai thuộc tính âm và dương nếu cậu thuộc tính âm thì có thể phong tỏa thính giác và thị giác của đối phương loại phép thuật đơn giản mà bác biết là sa mác ngay lập tức cậu tạo ra một luồng khí đen làm su ba rơi vào ảo giác suýt té xuống hồ nước thấy cũng thú vị nên su bắt đầu thực tập cậu bắt đầu suy nghĩ bên trong não để tạo ra ma lực kết quả là cả một lượng khí lớn phát ra Bác nhận ra rằng cánh cửa sinh mạng của Subaru rất dễ mất khống chế. Vì dùng quá nhiều ma lực nên cơ thể Subaru không thể cử động, nhưng cậu còn rất nhiều việc phải làm nên không muốn chậm trễ một phút giây nào, cậu cũng không muốn mọi thứ mình cố gắng trở nên vô nghĩa. Thấy vậy Emilia đành cho cậu ăn một loại quả, vừa ăn xong một cái là cậu tỉnh bơ luôn. Quả đó có tên là Bocco, nếu ăn nó thì ma lực trong cơ thể sẽ được hồi phục lại và Subaru có thể di chuyển như bình thường. Đêm đến Ma giờ đã hỏi giam về tình tình của Subaru. Theo quan sát của cô thì Subaru giờ vẫn rất vô dụng, nhưng não cậu nảy số rất nhanh. Rất nhanh ngày đầu tiên đã trôi qua, ngày thứ hai đã đến. Subaru đến tìm Petty để tìm hiểu nhiều hơn về pháp sư nguyền rủa. Petty nói khi người bị nguyền rủa sẽ không có cách nào giải trừ được. Nhưng nếu là nguyền rủa thông thường thì Petty có thể giải trừ. Mà từ phù thủy chỉ dùng cho phù thủy ghen tuông. Từ xa xưa mụ ta đã nuốt chừng hết sáu phù thủy với tội ác tày trời dẫn đến một tai họa cực kỳ khủng khiếp. Cũng chính từ đó cái tên phù thủy ghen tuông ra đời. Sau đó Subaru lại bắt đầu công việc của mình với một ngày tươi đẹp nhưng lại rất vụng về. Dù thế Subaru đã sửa sai ngay sau đó mà không cần Rem đụng tay đến. Vì đó là điều Subaru có thể làm để cậu có thể cứ giam khỏi nguy hiểm. Thấy cậu rất kỳ lạ, Emilia đã đến nói chuyện và kéo cậu vào phòng. Cô muốn để cho Subaru nằm lên đùi mình vì cô biết cậu đang có rất nhiều tâm sự, không kiềm chế được nữa Subaru đã bật khóc, cậu cảm thấy rất bất lực vì có cố gắng như thế nào thì mọi chuyện đều thất bại. Subaru khóc đến nỗi kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Khi Gen đến kiểm tra tình hình thì Emilia nói cậu là người tốt. Sau khi tỉnh dậy, Subaru đã tràn trề sức sống nhưng vẫn ngại vì nằm lên đùi gái. Cậu đến tìm Petty nhờ giúp đỡ. Cậu muốn nhờ bà phát nguyện rủi trước khi nó phát động đến. Điều này là có bởi phép nguyền rủa tuân theo một điều kiện tất yếu, đó là khi tiếp xúc với người muốn nguyền rủa. Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Subaru chỉ tiếp xúc với dân làng nên bị nguyền rủa. Lần hồi sinh thứ ba cậu đã không cùng Gem xuống làng mua đồ nên cô trở thành mục tiêu nguyền rủa. Thế là sáng hôm sau, Subaru quyết định giải quyết vụ lời nguyền. Cậu rủ Gem xuống làng để mua đồ, giam nghe vậy cũng muốn đi theo. Cuối cùng Subaru cùng hai con vợ đã xuống làng. Tại đây tuy là người mới nhưng cậu rất được nhiều người yêu mến. Cơ mà có một cô bé lên mây ni muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cô bé thấy muốn nhờ Subaru chăm sóc con chó, nhưng nó giận dữ thế này cậu méo làm ăn được gì cả. Thậm chí sờ có xíu Subaru cũng bị nó đớp cho một phát vào tay. Mua đồ xong thì cậu phải là người bê vác đồ. May mắn công việc cũng xong nên ma giờ chẳng cần phải đi nữa. Do cũng có việc nên ma giờ đã rời đi. Mọi chuyện cũng bắt đầu có thay đổi. Subaru đã đi đến làng nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến tối khi đến phòng của Betty, bà mới phát hiện ra cậu đã dính lời nguyền. Đó chính là vết con chó cắn và nó cũng chính là nguyên nhân của mọi việc. Ngay lập tức cậu chạy đi tìm Ram và Jam để nhờ họ giúp đỡ. Theo lệnh của ma giờ thì Jam không có lý do gì để giúp cậu cả. Còn rem lại đồng ý giúp cậu nhưng phải đợi đến khi chủ nhà đi vắng cái đã thế rồi cả hai xuống ngôi làng đến nơi thì phát hiện những đứa trẻ trong làng đã biến mất. Jen quan sát rào chắn thì phát hiện rào chắn đã bị phá, chính vì thế mà ma thú có thể tấn công ngôi làng. Ma thú là quái vật được phù thủy tạo ra và là kẻ thù của con người. Theo dấu vết thì họ đoán được bọn trẻ đã bị quái vật dụ vào trong rừng. Subaru không suy nghĩ nhiều liền chạy đi cứu lũ trẻ. Jen liền ngăn cản cậu lại, cô không hiểu tại sao cậu lại liều mạng để cứu chúng. Subaru nói những đứa trẻ đó là tương lai của ngôi làng nên cậu không thể bỏ mặc chúng. Cuối cùng Gem cũng quyết định đi cùng cậu vì dù sao Ma giờ đã ra lệnh cho cô trong trường hành động của Subaru. Đi được một đoạn hai người đã nhìn thấy lũ trẻ nằm trên một ngọn đồi. Tuy nhiên bọn chúng đã bị hút ma lực mà vẫn còn một đứa mất tích. Thế là cậu để Gem ở lại trị thương cho những đứa trẻ, còn mình tiếp tục tìm kiếm đứa còn lại. Mặc cho Gem ngăn cản nhưng Subaru vẫn cố chấp cứu những người khác mà không quan tâm đến mạng mình. Cậu hứa sẽ sống sót trở lại để Gem được yên tâm. Rất nhanh cậu đã tìm thấy được Mayni nhưng lũ quỷ đâu để cậu thoát đi dễ dàng như vậy được lúc này một con ma thú xuất hiện rình mò tấn công Subaru. tuy nhiên nó đã bị cậu bắt bài cho một đập rồi hạ gục được một con. nhưng bất ngờ xung quanh những con khác cũng xuất hiện. tưởng sắp niệm rồi thì Gem đã đến. một mình cô sẽ chiến đấu để Subaru bình yên rời đi. nhưng đánh được một con thì con lại khác xuất hiện. mà con làm ra mọi chuyện chính là con chó con. hiện tại đã bị thương nên Gem đã ở lại cầm chân để Subaru đi cầu cứu. lúc này con ma thú đã tạo một trận sạt lở. Gem lập tức đẩy cậu sang một bên sau đó cô mỉm cười một cái rồi bị đất đá cuốn văng xuống vách núi mà bất tỉnh bọn ma thú điên cuồng lao tới làm su ba du rất hoảng loạn đúng lúc này đầu gem mọc một cái sừng cô bắt đầu mất kiểm soát và lao lên chém con ma thú lia liệng xác chúng la liệt không khác gì như đồng rác cứ con nào lao đến lại được một vé lên gặp diêm vương nhưng số lượng của chúng không hề giảm cậu đẩy gem ra khỏi lũ ma thú để mình đỡ đòn thay kết quả cậu trở thành miếng thịt béo bở của bọn chúng nhưng ngay sau đó cậu đã được gem cứu khi tỉnh dậy mọi chuyện đã không quay trở về như ban đầu vì Subaru đã được Emilia chữa trị kịp thời, gen cũng được cô cấp cứu. Khi bên ngoài Subaru đã nhìn thấy giam nên định hỏi Rem, kết quả cậu bị ăn ngay quả khoai lang nấu xong vào mồm. Thực ra cô ấy đang mang đồ ăn đến cho người dân trong làng. Hiện tại họ đang tìm cách để khống chế lũ ma thú lại, nhưng có vẻ bây giờ đang rất an toàn, còn đến tối vẫn chưa biết được. Những đứa trẻ cũng đã được cứu toàn bộ nhờ vào cách giải lời nguyền của Petty. Tiện thể hai người đã ra chỗ khác để nói chuyện. Betty nói chưa tới nửa ngày nữa Subaru sẽ niệm Subaru nghe xong thì cũng không có gì sợ hãi lắm làm Petty khá ngạc nhiên. Petty giải thích rằng sau vụ ma thu tấn công vừa rồi cậu đã bị dính rất nhiều lời nguyền. Hơn nữa chúng đan sen rất phức tạp đến cả bà cũng không thể giải hết được. Cách duy nhất bây giờ là tiêu diệt kẻ nguyền nhưng phần trăm thắng là rất thấp vì có cả tấn ma thú trong rừng. Cơ mà Subaru sực nhớ ra trong lúc hôn mê Gem và Petty đã tranh cãi điều gì đó. Quả nhiên là cô đã đến khu rừng một mình để tìm lũ ma thú. Giam cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Cô không thể để em của mình gặp nguy hiểm nên đã lập tức chạy đi. Subaru cũng muốn đi cùng Ram vì Ram đã hứa sẽ tâm sự với cậu. Nhưng khi đi được nửa đường Ram liền trách cậu vô dụng, thế mà ban nãy thì nói oai lắm. Bất ngờ có vài con ma thú xuất hiện nhưng đều bị Ram chém làm đôi, rồi cả hai tiếp tục nước sâu vào bên trong. Tranh thủ Ram kể về quá khứ của mình cho cậu nghe luôn. Lý do mà Ram không có sừng là do cô đã bẻ gãy nó. Vì trước khi hai chị em họ là tộc quỷ có hai cái sừng, nhưng hai chị em là sinh đôi nên mỗi người chỉ có một cái. Chính vì thế mà hai chị em bị mọi người ghét và theo tập tục cả hai sẽ bị lên thớt. May mắn cả hai đã vượt qua được kiếp nạn đó. Sừng của tộc quỷ sẽ thức tỉnh bản năng của quỷ là cơ quan để nâng cao sức chiến đấu với ma lực. Nếu như mất kiểm soát cơ thể sẽ bị ma lực nuốt chửng lại làm trọng thương. Subaru đã nghĩ ra một cách nếu cậu nói sự thật mình đã trùng sinh thì lũ ma thú đó sẽ đến. Lúc đó mùi phù thủy sẽ nồng hơn bao giờ hết, đám ma thú đánh hơi được cũng sẽ tìm tới đây. Nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại vì thể trạng của giam yếu hơn anh cô ấy bị suy nhược vì sử dụng pháp thuật quá nhiều cả hai bị lũ ma thú đuổi rồi rơi xuống một vách núi ra cũng may là có thanh kiếm nên hai người được cứu sống cơ mà thanh kiếm bé như thế thì làm sao mà trụ được cuối cùng giam đã dùng chút sức lực để cứu cả hai lên giam đã bất tỉnh mà lúc này đám ma thú lũ lượt kéo đến đột nhiên Giam từ trên cao lao xuống làm thanh niên vui như trùng số ai ngờ Giam đã mất hết lý trí mà tấn công Subaru. cậu cố gợi ra những kỷ niệm để cô thức tỉnh nhưng cô éo thèm nghe mà tấn công tiếp lúc này giam cũng đã tỉnh lại cô bảo su ba du tấn công chiếc sừng của gem bởi nó là thứ khiến gem hóa quỷ lập tức su ba dư đã ném giam về phía gem nhân cơ hội đó cậu vung kiếm chém vào sừng của gem và hồi ức của gem đã hiện về khi đó chị em nhà gem đã bị đưa ra hành quyết tuy nhiên sức mạnh của trưởng làng không đủ phá vỡ được kết giới dựa vào sức mạnh thiên phú của giam cô đã giúp ích rất nhiều cho mọi người trong khi gem lại không đủ sức để làm được việc đó tuy nhiên hai chị em vẫn rất yêu thương nhau mặc dù gem vẫn thua chị mình rất nhiều cho đến một ngày trong rừng gem đang hái quả mang về thì bỗng nhiên có cơn mưa kéo đến một cánh cây quá đã bị sét đánh trúng và lan đến gem may mắn giam đến kịp lúc vì tiếng sét đó mà gia đình không có bữa tối nhưng chuyện đó đã làm cô trở nên tự ti và thấy mình thật vô dụng cô ngồi một mình trong góc lúc này giam đã đến soi sáng cho gem bất ngờ đêm đó bọn giáo hội tấn công làng của cô mọi người trong làng đều bị chúng ra tay thế quái nào còn sót lại hai chị em để bảo vệ gem giam, giam đã dùng sức mạnh ngăn chặn bọn trùng tuy nhiên sơ suất mà giam bị cắt đi một cái sừng chỉ còn một mình gem là có may mắn cả hai chị em đều được ma giờ cứu kể từ đó hai người đã trở thành phục vụ cho căn biệt thự ma giờ cho đến hiện tại gem đã nhớ lại mọi chuyện và tỉnh táo lại bất ngờ một con ma thú tấn công gem may là giam kịp thời hạ chúng sau đó cả ba đã nấp trên một cành cây để tránh sự truy lùng của bọn chúng nhưng gem lại hối hận vì cô quá vô dụng không thể bảo vệ được người bên cạnh Subaru lập tức tẩn cô một phát cho tỉnh ngủ vì gem đã làm hết sức của mình bên dưới đàn ma thú đang bao vây và tìm kiếm con mồi. cứ cái đà ở một chỗ này nguy cơ ba đứa sẽ bị tìm thấy, nên cậu đã suy nghĩ cách đánh bại con ma thú. sau một hồi suy nghĩ cậu đã tìm ra cách. cậu nói cả ba sẽ chia nhau ra để đánh lạc hướng bọn ma thú. tuy nhiên trước mặt chính là con chó đang chờ đợi Subaru. nó lập tức hóa thân thành hình dạng khổng lồ để chiến đấu với cậu. gen thấy vậy thì không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ngỏm được nên đã ở lại. lúc này Subaru đã dùng chiêu hỏa mù mà bác đã dạy để che tầm nhìn con chó sau đó cậu đâm mạnh vào ngực nó nhưng không ngờ nó vẫn sống nhan răng nó lao tới tấn công Subaru làm cậu phải vật lộn với nó trong lúc ngàn cân treo sợi nước ma giờ đã đến và đưa con chó xuống địa ngục gen thấy Subaru vẫn còn sống liền ôm chặt lấy cậu khóc nức nở vì mất quá nhiều sức nên Subaru đã bất tỉnh khi tỉnh lại cậu đã thấy gen nắm chặt tay mình cô thấy cậu đau đớn nên đã làm vậy rồi hai thực hiện lời hứa là ngồi tâm sự với nhau đến cạn nguồn mới thôi Subaru nói thứ lấy đi mạng sống của ta chính là quá khứ nên cô hãy quên miệng nó đi hãy tự tin vào chính mình, cô không phải là vật thế thân của chị mình. Cậu thấy cô là một người rất tử tế và tốt bụng, còn vui si hơn cả chị gái nữa. Nghe được những lời chém gió của Suba cô đã nở một nụ cười thật tươi. Lúc này ma giờ đã gọi giam đến để hỏi cô đã điều tra người điều khiển đám ma thú đến đâu rồi. Vì những điều này khiến ma giờ nghi ngờ nó có liên quan đến việc bầu cử quốc vương. Họ không màng đến việc giờ đầy thủ đoạn chỉ để có mục đích riêng. Lúc này Subaru đã bị Emilia trách mắng vì mới 4 ngày trôi qua Subaru đã thương tích đầy người nhưng sau đó cô lại đi cảm ơn làm Subaru ngượng ngùng cũng nhân cơ hội đó cậu muốn Emilia hẹn hò cùng với mình mặc dù cô vẫn chưa biết hẹn hò là cái miệng gì cả ngày hôm sau Subaru lại bắt đầu việc tập thể dục cho dân làng mọi chuyện đều rất ổn thỏa sau khi trở về thì hai người nhận được tin vương đô đã phái sứ giả đến thông báo cho Emilia về việc tuyển chọn quốc vương trong lúc mọi người đang bàn bạc Subaru đã có cơ hội trò chuyện với người đánh xe ngựa được biết tên ông ấy là Juhem là một trong những hậu cận của Pheo. Với trường tuổi này át hẳn sẽ có kiếm thuật rất tốt nên Subaru muốn nhờ ông ấy chỉ mình. Ông đang định đạp lại lời đề nghị thì Pheo đã ra bên ngoài, đã đến lúc họ phải rời đi. Ông ta cũng giới thiệu Subaru cho Pheo biết. Bên này Subaru vì quá tò mò về ông hem cậu đã đến xin Emilia cho mình đi cùng đến vương đô. Sau một hồi xin sỏ, cậu đã thành công đi cùng với cô nhưng với một điều kiện cả hai phải nắm tay nhau. Emilia sợ nếu lơ là một chút thì cậu sẽ chuyện. Người đầu tiên họ gặp ở Hoàng gia là một thanh niên tóc tím tên là Julius. Nhìn thấy hắn chào Emilia còn ngang nhiên thơm vào tay cô làm thanh niên Subaru nổi máu ghen lên. Đã thế cô còn bắt cậu ở ngoài còn cô thì vào trong với thằng bóng gồng kia. Bất ngờ cậu nhìn thấy một đám côn đồ kéo một cô gái vào hẻm tối. Subaru tính làm anh hùng cứu mỹ nhân ai ngờ cô một đòn luôn với lại ba thằng cướp này là bọn mà cậu đã từng gặp. Thế là cậu cậy mình có người quen trong hoành ra làm bọn chúng nghe xong cũng rén ngang rồi bỏ chạy. Cô gái được cứu nhưng không hề tỏ ra biết ơn vì cô thừa sức cân bọn chúng. Đúng lúc này Subaru gặp lại ông chủ tiệm cầm đồ, cậu hỏi ông sao lại ở đây thì ông nói mình đến tìm Pheo. Cô bé đã mất tích kể từ lúc chiến đấu với ả phù thủy một bụng. Khi biết là Gen Hát đưa cô ý đi thì ông mới rời đi. Lúc này Emily và một kỵ sĩ sắt cũng có mặt tại đó, cô gái kia chính là người mà kỵ sĩ sắt tìm. Cô là Gisela cũng là ứng cử viên trong ngôi vị quốc vương và Emilia có vẻ dè chừng cô ta. Về đến nhà Emilia thông báo ngày mai cô sẽ đến Hoàng cung một mình. Cô hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà, Subaru nghe xong thì rất hụt hẫng. Cậu buồn bã tâm sự với Gem rằng cậu muốn được giúp Emilia. Thấy vậy cô liền giúp cậu trốn khỏi biệt thự. Trên đường tới hoàng cung cậu may mắn được la cho quá giang, vì cô nghĩ đưa thẳng cậu vào cũng chắc chắn sẽ rất vui. Sự xuất hiện của Subaru khiến Emilia rất bất ngờ. Buổi lễ bắt đầu với sự tham gia của bốn ứng cử viên, nhưng có vẻ như họ rất khinh thường Emilia. Đặc biệt buổi lễ lần này còn có sự góp mặt của ứng cử viên thứ năm, vừa được Gen hát tìm thấy, đó không ai khác là Phèo cô nhóc ăn trộm ngày nào bây giờ đã trở thành một công chúa vô cùng xinh đẹp. Thì ra Phel đã được chiếc huy hiệu thừa nhận, bất kỳ người nào được nó đồng ý thì đều có tư cách tranh đoạt ngai vàng. Nhưng vì xuất thân từ khu phố nghèo nên cô bé bị cả hội đồng căm ghét. Ngay lập tức toàn bộ đã nhìn về phía của hắn, nên để chứng minh mình không chọn nhầm người gen hát đã kể toàn bộ mọi chuyện ông biết khi đi tìm kiếm người từ khu ổ chuột. Pixie la lập tức phản đối vì cô ấy không chấp nhận ngang hàng với lũ hèn mọn ở đây. Khi cô ta định tung trưởng thì Zenhat và Emilia đã đứng ra bảo vệ Phèo. Thấy vậy các trưởng lão cho rằng cuộc tuyển chọn năm nay là một sai lầm khi cho một đứa trẻ lang thang và một cô gái có ngoại hình như phù thủy làm ứng cử viên. Ngay cả chuyện đưa Emilia vào cuộc bầu cử đã bẩn thỉu lắm rồi. Subaru rất tức giận khi thấy Emilia bị xúc phạm, cậu yêu cầu hội đồng xin lỗi Emilia. Emilia dù rất uất ức nhưng vẫn khuyên Subaru dừng lại. Thấy vậy thanh niên liền tuyên bố mình chính là kỵ sĩ của Emilia và cậu nhất định sẽ giúp cô lên làm quốc vương thanh niên tóc tím Julius thấy cờ rút sắp bị cướp khỏi tầm tay liền ra mặt nói Suba ăn nói xà lơ. Thanh niên nói toàn bộ kỵ sĩ ở đây đã phải liều mạng luyện tập đào tạo nhiều năm mới có tư cách đứng ở đây. Nếu là kỵ sĩ thì sâu bằng cấp ra đấy. Mẹ chú đây ngứa mồm lắm rồi đấy, nhưng ông anh nói có lý quá nên chú tha cho đấy. Thế là Emilia lạnh lùng đuổi cậu ra khỏi cửa. Buổi lễ tiếp tục diễn ra nhưng thế quái nào ông chú tiệm cầm đồ lại đến cứu pheo. Đúng kiếp nạn luôn. Chỉ trong chốc lát ông ấy cũng bị bắt, để cứu ông Pheo đồng ý với Gen Hát sẽ thi tuyển chọn quốc vương thật tốt. Cô nói nếu làm vua cô sẽ tiễn hết cả lũ quý tộc và kỵ sĩ xuống hố hết để đất nước này trở nên tốt đẹp hơn. Ở bên ngoài Su vẫn đang tự kỷ, Julius đã tới và quyết đấu với cậu để xem sức mạnh của cậu đến đâu mà tự xưng mình làm kỵ sĩ. Tin tức về trận đấu đã đến tai Emilia, cô khuyên Gisina ngăn cản sự tranh chấp này. Nhưng cô ta không quan tâm vì kiểu gì Su Ba trả ăn hành ngập mồm. Quả nhiên thanh niên bị tẩn cho như con, mặt sưng như đầu lợn. Chiêu hỏa mù mà cậu luôn tự hào với Julius cũng chỉ là trò con nít. Khi tỉnh lại Subaru thấy mình đã đã được Emilia đưa về biệt thự dưỡng thương. Emilia trách cậu đã làm hỏng mọi thứ. Subaru liền thanh minh mình làm mọi thứ vì cô mà, nhưng Emilia không tin. Cô cho rằng Subaru chỉ làm mọi thứ vì bản thân, đi đến Hoàng Cung rồi sử dụng phép thuật. Cô đâu có nhờ cậu làm mấy thứ đó. Trước những lời chỉ trích của Emilia Subaru đã hoàn toàn bộc phát. Chuyện tìm lại trước huy hiệu rồi cứu cô khỏi kẻ săn bụng rồi cả chuyện ở dinh thự nếu không có cậu thì mọi chuyện chấm hết rồi. Rõ ràng Emilia mới là người mắc nợ cậu. Cả hai lời qua tiếng lại khiến cho sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Emilia quyết định sẽ trở về dinh thự còn Subaru sẽ ở lại vương đô để chữa trị vết thương. Subaru được gửi lại tại dinh thự của ứng cử viên quốc vương, mỗi ngày cậu đều điên cuồng luyện tập cùng quản gia Zuhem để phục thủ. Nhưng cậu không biết rằng trận solo hôm trước là do Julius cố ý, nếu không làm thế chắc chắn Subaru sẽ bị tội nặng hơn. Sự buồn bã kéo dài của Subaru khiến Gem rất lo lắng. Cô ấy muốn cùng anh ngày mai xuống phố để xả chết, nhưng trong chuyến đi này Subaru cũng đã biết được một sự thật. Tất cả mọi người trong vương quốc đều rất ghét và không muốn Emilia trở thành quốc vương. Cậu muốn biện minh cho cô nhưng lại gây ra một cuộc náo loạn trên phố. Về đến nhà ca tần mời Subaru uống rượu tâm sự. Cô đã thông não cho cậu rằng chỉ có cậu mới làm được cho Emilia mà thôi. Một ngày nọ Gem cảm nhận được giam đã gặp rắc rối vì hai chị em có thần giao cách cảm. Vậy là có nghĩa người trong dinh thự và cả Emilia đang gặp nguy hiểm ca tần cũng đã dự đoán được ngày này kiểu gì cũng tới những cuộc xung đột xảy đến với lãnh địa công tước ma giờ kể từ khi ông ta theo phe ủng hộ emilia làm quốc vương Subaru quyết định sẽ quay về dinh thự để xem tình hình lần này trở về sẽ mất khoảng hai ngày vì họ phải đi vòng qua sương mù gen nói rằng sương mù đó là do cá voi trắng tạo ta nếu gặp nó thì xác con mẹ định luôn suốt cả dọc đường Subaru vẫn luôn nghĩ về emilia cậu còn muốn đi xuyên đêm nhưng mà con rồng mề sùi bọt mép rồi kìa Tối hôm đó Zem đã an ủi và dùng thuật chữa lành cho Subaru. Cô ấy tin rằng Subaru có thể làm cho Emilia hiểu và làm hòa với cô ấy. Dù có lúc hơi mất mặt nhưng anh vẫn là một người rất tuyệt vời. Nhưng ngày hôm sau Zem đã âm thầm rời khỏi quán trọ. Cô ấy sợ rằng Subaru sẽ gặp nguy hiểm nên đã bỏ anh lại đây rồi trở về một mình. Subaru rất tức giận gọi ngay một xe rồng để đuổi theo cô. Cậu muốn chứng minh rằng mình không phải là một kẻ yếu đuối. Nhưng khi về đến nơi thì đã muộn, dân làng bị thảm sát dã man bởi lũ giáo phái từ phù thủy người già đến trẻ em chất thành đống subazu mang theo tâm trạng hoảng sợ gọi tên gem liên tục với hy vọng cô còn sống nhưng cô ấy đã ra đi trong vũng máu giữa sân dinh thự subazu khóc không thành tiếng nhìn xác phù thủy khắp nơi chứng tỏ ở đây đã có một cuộc chiến rất ác liệt trong nhà kho thi thể không còn nguyên vẹn của lũ trẻ đã từng thân thiết làm cậu không chịu được mà ói lia lịa subazu kéo lê cơ thể tuyệt vọng vào dinh thự để tìm xem còn ai sống sót không nhưng giam cũng đã ngỏm trong tư thế ôm chặt một đứa trẻ cậu cũng thấy chiếc kẹp tóc của Emilia và những vết máu dẫn đến một căn phòng băng. Khi bước vào căn phòng Subaru liền bị hóa đã rồi vỡ ra từng mảnh. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình đứng giữa đường, đây là khoảng thời gian cùng Gem xuống phố. Nhìn thấy Gem cậu khóc nức nở rồi ôm chầm lấy cô làm con nhỏ phát ngại. Subaru được đưa về dinh thự trong tình trạng gần như phát điên. Felix chẩn đoán những vết thương trên cơ thể cả vết thương lòng đều không thể chữa được. Anh không biết nguyên nhân là gì nhưng có vẻ không có dấu vết của lời nguyền. Để cứu Subaru, Gem quyết định đưa cậu về dinh thự ma giờ với hy vọng những người quen sẽ giúp cậu chữa khỏi bệnh. Felix và Tần đều có thể nhìn ra được Gem rất tận tâm với SS Subaru vì cô có tình cảm với cậu. Suốt hai ngày đi đường, Gem chăm sóc Subaru rất tận tình. Cô muốn nhìn thấy một Subaru tận tình vui vẻ như trước. Con đường tới dinh thự yên tĩnh đến lạ thường, đột nhiên Gem cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cô nhận ra giam đã xảy ra chuyện nên cô phải nhanh chóng trở về. Đúng lúc này giáo phái phù thủy đã tấn công xe ngựa. Gem liền chuyển sang trạng thái quỷ để chiến đấu với bọn chúng. Lũ giáo phái đã đoạt sừng của cô mà giờ cũng muốn đoạt nốt cờ rút của mình. Nhân lúc cô kiệt sức Subaru đã bị chúng mang đi. Khi mở mắt ra cậu đã thấy mình bị giam trong một hang động. Đối điện cậu là kẻ cầm đầu của lũ giáo phái phù thủy tượng trưng cho lời biếng tên con Subaru vẫn làm vẻ mặt đờ đẫn éo thèm trả lời hắn, con lại gần liếm mặt cậu. Không biết có phải những ký ức tồi tệ ùa về hai bảy tỷ con vi khuẩn trong mùng con làm Subaru cay mắt mà khóc. Cậu khóc nấc lên như chưa từng được khóc, lúc này Zem đã đuổi đến nơi, toàn thân cô đã bị thương nặng nhưng vẫn liều mạng chiến đấu bảo vệ Subaru. Con ty liền cảm động rơi nước mắt. Tình yêu phải được đền đáp bằng tình yêu và hắn dùng pháp thuật đưa Zem lên trần nhà rồi bắt đầu tra tấn cô trước mặt Subaru. Cậu đau đớn nhìn cô gái nhỏ bị xoắn vỡ hết xương một cách dã man. Cậu uất ức nói sẽ tiễn hắn xuống 18 tầng địa ngục. Biểu cảm tức giận cùng bất lực của Subaru khiến Con ty rất hài lòng. Đợi sau khi hắn bỏ đi Zem lết cơ thể tới mở khóa cho Subaru cô ấy dùng chút hơi thở cuối cùng dặn dò cậu nhất định phải sống subaru trở về lãnh địa trong bão tuyết mọi người lại bị tiêu diệt sạch một lần nữa phía sau dinh thự park đã hóa điên trước cái chết của emilia cậu ấy đã chặt đầu subaru lần thứ hai sống lại subaru đã bình tĩnh hơn và bắt đầu tìm kiếm đồng minh người đầu tiên chính là ca nhưng cuộc đàm phán không hề suôn sẻ như cậu nghĩ cô ấy nói mình không có nghĩa vụ phải giúp emilia bị từ chối khiến subaru phát điên khi nghĩ đến cảnh sát của mọi người nằm ngổn ngang như vậy cậu tiếp tục tìm kiếm những đồng minh khác mà gen hát đã rời khỏi thủ đô nên người quen còn lại chỉ còn Zizila. Subazu kể cho cô về sự nguy hiểm của giáo phái phù thủy và hoàn cảnh của người dân. Nhưng cô ta lại cười lớn nói nếu Emilia lên bàn thờ thì càng vui chứ sao. Nhưng để tình sự trung thành của Subazu cô giúp cậu với điều kiện câu phải liến chân cô ta. Không còn cách nào khác cậu đành chấp nhận yêu cầu của cô ta. Nhưng khi tiến gần chân của Zizina, cô ta liền đá bay cậu ra xa. Cô ta nói hành động của Subazu không phải là trung thành, nó giống thứ dơ bẩn hơn một con chó ỉ lại và một con heo tham lam duyết sina thề rằng dù đánh bại giáo phái phù thủy cô cũng sẽ tiêu diệt phải ủng hộ loài người xúc sinh như cậu nói xong cô ra lệnh cho hầu cận ném cậu ra ngoài bị đuổi đi một cách nhục nhã su ba du thất thần đi trên phố bất ngờ cậu gặp được ứng viên cho vị trí quốc vương hô xin và được cô mời vào một quán nước thanh niên như vớ được mùi ngon liền kể lại câu chuyện và mong muốn của mình cho cô nghe hô xin liền cho cậu chữ ký của mình cô nói mang chữ ký này đi có thể thuê được xe rồng nhưng cái gì dễ dãi thường nguy hiểm dưới thân mình nhỏ bé này là bộ óc của một thương nhân và đọc vị đỉnh cao hô xin đã dụ được su ba du nói ra tin tức ở nhà ca tần chữ ký chính là món quà cho cậu biết được mục đích thực sự của cô su ba du rất tức giận muốn dạy cho cô một bài học cô nói chú em bớt nóng cả quán này đều là đệ của chị náo là chị cho ra bà đó trước khi đi hô xin còn cho su ba du một lời khuyên đàm phán phải là sự hiểu biết nhu cầu của đối phương chứ cứ nói toẹt ra chuyện của mình thì không có miếng cháo nào mà ăn đâu bị mấy cú và lật mặt, Subaru quyết định cùng Gem trở về dinh thự. giữa đường họ gặp một đoàn xe rồng, Subaru liền đề nghị họ mang tất cả xe rồng hiện có tới lãnh địa của Ma giờ để chở tất cả người dân ở đó đi. còn tiền bạc với bọn này không thành vấn đề. nhưng tưởng việc đối đầu trực diện với giáo phái phù thủy đã được giải quyết xong, ai ngờ tai họa khác lại xuất hiện. đoàn xe lạc vào sương mù và bị cá voi trắng tấn công. nhìn ánh mắt hiền hòa của nó như cún con thế thôi chứ con này quét người như hút bụi. chẳng mấy chốc đoàn xe chỉ còn lại xe của Subaru. Thế là Gen quyết định sẽ xuống xe chiến đấu với cá voi để tạo điều kiện cho Subazu chạy đi. Subaru nhất quyết không đồng ý vì nếu cô ngỏm thì quay lại có nghĩa lý gì nữa. Nhưng cô đã đánh ngất cậu rồi bỏ đi. Khi Subaru tỉnh lại thì đã thấy mình đã gần tới lãnh địa. Cậu muốn cứu Gen nhưng bị phụ xe ngăn lại vì con cái voi đó là quái vật đã kết liễu liên minh hiệp sĩ và cả thánh kiếm đời trước. Anh ta và Subaru thì yếu như cái điếu, nếu quay lại thì khác gì chui đầu vào dọ cả. Phụ xe chỉ đành an ủi Subazu không nên lãng phí sự ra đi của Gen. Bỗng phía sau con cá voi trắng đuổi tới, Subaru nhận ra nó cũng là ma thú nên bị dụ bởi mùi phù thủy của cậu. Chính cậu đã dụ nó tới đây và hại Gem, biết được sự thật này phụ xe liền bị sợ hãi lấn át nhân tính. Anh ta đẩy Subaru ra khỏi xe ngựa rồi bỏ chạy. Cú ngã ngựa rất nặng khiến Subaru thương tích đẩy mình. Cậu vừa khóc vừa dùng hết sức để chạy đi, cậu sợ mình lại ra đi một lần nữa. Trời lúc này cũng hừng sáng, cuối cùng Subaru cũng đã tới được lãnh địa ma giờ. May mắn lũ trẻ trong làng vẫn còn sống, thấy mọi chuyện vẫn kịp cậu thở phảo rồi mãn nguyện ngất đi Subaru được đưa về dinh thự cho giam chăm sóc xương tứ chi và sườn bị tổn thương của cậu nghiêm trọng khiến cô thắc mắc cậu làm cái quái gì vậy hả nhìn thấy giam Subaru liền dâng lên cảm giác tội lỗi cậu xin lỗi vì không cứu được gem nhưng điều bất ngờ là giam không còn nhớ gem là ai nữa làm cậu rất sốc Subaru chạy đến phòng của gem nhưng tất cả đồ đạc đều đã biến mất giam cho rằng Subaru đang bị ảo giác và khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm nhưng làm sao cậu có thể bỏ qua chuyện này được cứ chứ? Cậu chạy đến phòng của Emilia và cảnh báo cô nên rời khỏi đây, nhưng mặt cô ngơ ngác như cái bánh đa nhúng nước vì không hiểu cậu nói gì cả. Cô còn nghĩ cậu gặp ác mộng nên mới như thế này. Subazu lúc này bất lực vô cùng, Gen đã đưa cậu tới đây nhưng chẳng còn ai nhớ tới cô ấy nữa. Vì Gen cậu quyết định sẽ nói ra mọi chuyện dù bị móc tim móc phổi. Cậu nói thực ra mình có thể trở về từ cõi âm. Vừa dứt lời thì nó tới, khói đen và bàn tay chơi đùa trái tim cậu, nhưng sau đó lại biến mất như chưa có gì xảy ra nhưng emilia đã bị khoét tim rồi ra đi tại chỗ. đây không phải là điều mà cậu muốn. subaru cầu xin petty hãy kết liễu mình, nhưng bà không thể xuống tay. nói nếu muốn ngỏm thì đừng ngỏm trước mắt bà. cả hai sau đó dịch chuyển tới một khu rừng. lúc này subaru đã hoàn toàn mất đi lý trí. cậu chỉ mong có ai đó kết liễu mình đi cho xong. cậu được ước thấy nha. lúc này hội phù thủy và con ti từ đâu mò tới. hắn rất bất ngờ khi subaru đã ra tay với emilia trước cả mình. Hắn muốn đoạt lấy sức mạnh của Emilia nhưng Subaru đã ngăn lại. Con ty rất bất ngờ vì cậu có thể nhìn thấy bàn tay vô hình của mình bị bắt bài nên hắn cũng sâu thêm những cái khác luôn. Trước khi ra tay, Con ty sẽ phá hủy cơ thể của Emilia để nghe tiếng hét của Subaru lần cuối. Đột nhiên những tinh thể biệt danh từ trên trời bắn xuống, đó chính là Park tới trả thù. Nhìn thấy một tinh linh nhỏ bé, Con ty rất coi thường mà cười lớn. Con ty dùng những bàn tay vô hình bóp chặt lấy Park. nhưng cậu ấy đã biến thành hình dạng quái thú khổng lồ hắn vẫn không chịu thua dù cơ thể hắn đã hóa đá kết cục tất cả đều bị bác hạ và giờ đến việc trừng trị Subaru bác nói cậu mắc phải ba tội lớn đó là phá bỏ lời hứa với Emilia ngó lơ mệnh lệnh của cô và cậu đã ra tay với cô ấy ngay lập tức Subaru bị đóng băng và vỡ vụn một lần nữa cậu lại quay ngược thời gian nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Subaru gem liền chạm tay lên mặt cậu hỏi han cậu liền nắm tay cô chạy khỏi khu phố đến nóc của một ngôi nhà cũ sau bao nhiêu chuyện xảy ra Subaru đã quyết định sẽ cùng Gem bỏ trốn đến phía Tây. Nghe vậy Gem liền đoán rằng Subaru muốn tới nước khác tìm người giúp đỡ cho Emilia, nhưng cậu lập tức phủ nhận. Cậu cho rằng mọi người đã nói đúng, một người vô dụng như cậu thì không một ai cần đến cả. Không còn nhiều thời gian nữa, cậu quyết định sẽ mua một ngôi nhà nhỏ và sống hạnh phúc cùng Gem. Dù vất vả đến đâu thì chỉ cần thấy nụ cười của Gem mọi muộn phiền trong cậu tan biến hết. Subaru chia tay ra cầu xin xem hãy chọn mình nhưng cô ấy đã từ chối. Mặc dù Gem đã từng tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp của hai người, Subaru nói khi hai người tới đất nước khác, cậu sẽ tìm kiếm công việc và mua nhà, còn cô sẽ là bà nội trợ tài giỏi, khi thu nhập ổn định họ sẽ có con, chắc chắn chúng sẽ rất đáng yêu và nghịch ngợm. Cuộc sống cứ thế hạnh phúc đến khi cả hai già đi. Nếu có thể Gem muốn là người ra đi trước, khi đó cô nằm trên giường xung quanh có Subaru và các con rồi nhắm mắt thanh thản. Nhưng Gem biết rằng nếu bỏ trốn, Subaru sẽ là người hối hận. Cô biết cậu là người không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nghe vậy Subaru tức giận phủ nhận nói mình chính là một kẻ vô dụng trống rỗng, cô thì biết gì về cậu mà khuyên với nhủ. Nhưng Gem thì ngược lại, cô thấy cậu luôn quan tâm đến người khác, lúc đi bộ luôn quay lại sau xem cô có đổi kịp không. Chính những hành động đó là làm một người có trái tim lạnh giá của cô được sưởi ấm. Những lời động viên của Gem dần dần đã cảm hóa được cậu. Cô không biết cậu đã trải qua chuyện đau khổ gì, nhưng ít nhất thì cô ấy luôn tin Subaru là người rất tuyệt vời và cuối cùng cô rất yêu cậu. Mới đến tận miệng rồi còn không hút. Thanh niên từ chối và nói rằng cậu yêu Emilia và muốn thấy nụ cười của cô ấy. Dù bị cô ấy vứt bỏ, cậu cũng sẽ cứu cô và mọi người. Đúng là sướng không biết hưởng, cứ thích chui đầu vào giọ cơ. Tuy bị từ chối nhưng Jem vẫn luôn ủng hộ Subaru và giúp đỡ cậu cứu người mình yêu. Thế rồi Subaru lại tới dinh thự Ca Tần để nhờ giúp đỡ. Để cuộc đàm phán của hai bên đều có lợi, Ca Tần sẽ giúp Emilia và nhận một phần lãnh thổ của Ma giờ cùng mỏ đá quý. Đặc biệt cậu sẽ cho cô biết vị trí mà cá voi trắng sẽ xuất hiện nghe thấy cái tên này quản gia du hem trở nên kích động subaru giải thích sơ dĩ anh biết được ca tần muốn tiêu diệt cá voi trắng vì những xe dùng ra vào dinh thự đều sẽ sâu ra vũ khí và đổ phòng hộ ca tần khá hài lòng với lời đề nghị này hơn nữa đặc ân của cô cũng thấy subaru không nói dối đúng lúc này hô xin đi vào phòng họp thì ra là gem đã mời cô ấy đến bởi cá voi trắng đối với thương nhân mà nói chính là vấn đề sinh tử cuộc đàm phán lần này quá đã xảy khiến subaru thở phào quản gia du hem cũng rất biết ơn cậu ông muốn giới thiệu lại tên của mình phu nhân của ông cũng chính là thánh kiếm đời trước tên atenza subazu đã cho ông có cơ hội trả thù cho vợ mình cậu thông báo tối mai cá voi trắng sẽ xuất hiện theo thông tin của subazu tất cả binh lính đều gấp rút chuẩn bị thấy anh lo lắng Felix liền chỉ cho cậu biểu cảm vui vẻ của binh lính để động viên cậu tiêu diệt cá voi trắng là mong ước của họ đó cũng là mong ước của ông Juhem. Ông ấy đã dùng cả đời để đuổi theo cá voi trắng kể từ khi vợ ông ấy bị nó ra tay. Subaru rất ngạc nhiên khi thấy ca tần cũng trực tiếp ra trận. Đặc biệt trận chiến này còn có sự góp mặt của nhiều cựu binh cao tuổi. Xét về mặt kinh nghiệm và sức mạnh thì họ không thua bất kỳ kỵ sĩ vương đô nào cả. Tất cả mọi người đều mang mối thủ với cá voi trắng. Trước tất cả mọi người ca tần tuyên bố hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cá voi trắng sau 400 năm nó được sinh ra bởi Satella. Sau nửa ngày hành quân họ đã đến khu rừng phục sẵn. Kế hoạch lần này của Subaru chính là sử dụng bản thân làm mồi nhử đằng trước. Còn quân đoàn phía sau sẽ tấn công ở đằng sau cậu cũng đã hẹn chuông báo thời gian cá voi trắng xuất hiện trước trận chiến su ba du tới gặp ông du hem để nói kế hoạch của mình gem mới nhìn vào đôi mắt của ông thì cảm nhận được ông rất yêu vợ mình ông cũng thừa nhận mình yêu bà ấy hơn bất cứ ai vợ ông là một người yêu hoa nhưng lại được kiếm sủng ái hơn nên ông đã quyết định cướp đi thanh kiếm của bà ấy và bảo vệ bà dưới lưỡi kiếm của mình sắp đến giờ con cá voi xuất hiện tất cả mọi người đều tập trung cảnh giác mọi thứ đều chìm trong im lặng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu cá voi trắng đã tới trong lúc mọi người đang hoang mang thì Subaru và gem đã chạy về phía trước làm mồi. Ca Tần liền ra lệnh toàn quân đuổi theo tên ngốc phía trước. đạn xô bóng đêm được bắn lên bầu trời chiếu sáng cả một vùng. bây giờ mọi người mới thấy được diện mạo của con mặt lờ này. đến cả Subaru cũng phải ngạc nhiên vì độ to và xấu của nó. thấy Subaru cá voi trắng liền đuổi theo. ngay lúc nó há miệng định nuốt chửng gem và Subaru thì Ca Tần ở phía sau đã dùng thanh kiếm gió chém vào mắt con cá. súng điện lôi cũng liên lục tấn công đã thành công chọc giận cá voi trắng toàn quân liền tản ra theo đội hình duy chỉ có ông du hem xông lên trực diện quả không hổ danh là kiếm sĩ mạnh nhất ông đâm mạnh vào đầu con cá rồi chém nát từ đầu tới đuôi nó các chiến binh nhân thú của đoàn thương nhân hô xin nhân cơ hội xông lên mỗi người tặng cho nó một nhát cá voi trắng bị hội đồng suốt một tiếng rồi bị kết thúc bằng hỏa ma pháp su mừng rỡ vì đã tiêu diệt được nó nhưng thế quái con mặt lờ vẫn không hề hấn gì mọi người trong quân đoàn cũng lường trước được tình huống này mà dạo đầu họ chỉ muốn kiểm tra sức chịu đựng của cá voi trắng mà thôi hiệp hai họ sẽ dốc hết sức làm giảm thể lực của nó ông du hem điên cuồng đâm chém con cá không biết mệt mỏi lòng thù hận chính là sức mạnh ông ấy đã khoét mắt con quái vật khiến nó la lên đau đớn đột nhiên mắt còn lại của cá voi trắng chuyển thành màu đỏ nó phát ra những âm thanh chói tai rồi những lỗ hổng trên cơ thể nó mở ra phóng thích sương mù con cá heo cũng biến mất và đoàn quân cũng lạc mất nhau gem và su ba cu ôm nhau bỏ chạy bỗng một luồng sương mù lao tới phía hai người nay là né kịp lúc này đoàn quân cũng tập hợp lại vì màn xương quá dày nên họ khó có biết con cá voi tấn công ở điểm nào. Những người bị tấn công bởi sương mù cá voi đều sẽ bị lãng quên, giống như gem lúc trước vậy. Lại thêm việc nó pass ra âm thanh khủng khiến người khác điên đảo. Nhiều binh lính không kiểm soát được mà tự hành hạ bản thân, nên Su Du đề nghị Felix chữa trị cho họ, còn cậu sẽ dụ nó cách xa binh đoàn. Thế là cậu cùng gem chạy thật nhanh về phía trước, nhưng con ML đã ở đằng trước há mồm chờ sẵn. Gem liền dùng phép tạo ra khối băng ghim mõm nó lại. Những người tinh nhuệ nhất gồm có ông Juhem hai đứa trẻ thú nhân và anh chó nâu thương đoàn hô xin đã đến yểm trợ cá voi trắng nghiêng mình hất văng ông duhem trước khi rơi xuống ông còn chém một nhát cuối lìa luôn cái mang của nó đoàn người lại tiếp tục chạy trong sương mù mọi thứ thật im lặng họ không biết khi nào con mặt lờ kia sẽ tấn công bất ngờ con cá voi từ trên trời lao xuống trước mặt ông duhem giây phút sinh tử ấy ông đã nhớ lại hình ảnh của vợ mình bà ấy có mái tóc đỏ xinh đẹp mỗi ngày hai người đều hẹn nhau ở khu phế tích Ông lúc đó luôn muốn trở thành hiệp sĩ để bảo vệ người khác và cả người mình yêu nữa. Nhưng trong trận chiến với người khổng lồ, ông đã biết người mình yêu chính là thanh kiếm. Du hen rất tức giận khi bị bà lừa dối. Ông cũng biết bà không hề thích kiếm chút nào, nên đã thề rằng một ngày nào đó mình sẽ đoạt lấy thanh kiếm trong bà. Quay trở lại thực tại, cũng là lúc ông bị cá voi trắng nuốt vào bụng. Sau đó nó lại nhào đến phía của Du, trưởng đoàn sói nâu liền đẩy cậu ra rồi hứng chọn đòn đánh. Những người mạnh nhất đều dần ra đi, khiến Du cảm thấy sợ hãi. Trên bầu trời lại xuất hiện thêm hai con cá voi trắng nữa. Con này chắc là đẻ ra ở làng lá nên biết phân thân chi thuật. Có tận ba con cá voi trắng khiến binh lính mất hết nhuệ khí. Nhưng gen và Subaru vẫn tiến lên chiến đấu với nó. Như đây vẫn chưa đủ tuyệt vọng với cậu đâu. Subaru quyết tâm sẽ không từ bỏ và mọi người cũng phải thế. gen đã vào trạng thái quỷ rồi combat với cá voi trắng. Trong lúc đó, Subaru thuyết phục đồng chí rồng chạy nhanh lên chứ mà chúng bom sương mù là gặp diêm vương ngay. Ca tần chạy đến và chỉ ra điểm bất thường cô nói có tận ba con cá voi trắng mà suốt mấy trăm năm không một ai biết là sao đây có thể là thủ đoạn của nó bị tấn công dồn dập khiến su du không tài nào nghĩ ra thủ đoạn của nó là gì lúc này hai bé nhân thu đánh tới trông nhỏ mà rất khủng nha họ thông báo đoàn trưởng sói nâu vẫn an toàn cho su du biết bất ngờ từ vết thương trên cơ thể cá voi trắng ông du hem chui lên một cách ngoạn mục sức chiến của ông ấy đúng thật trâu chó đột nhiên su du lóe lên một ý nghĩ cậu nói cho ca tần phát hiện của mình hai cá voi trắng đó là phân thân còn con thật chính là con bay cao nhất và nó bị mù một mắt do ông Hem đã lấy đi hai phân thân yếu hơn hẳn vì nhìn cách gem chiến đấu với nó là biết subaru nói cho ca tần kế hoạch của mình và được cô chấp thuận nhưng trước hết cô phải sốc lại tinh thần cho binh đoàn cái đã cô chỉ vào subaru nói rằng đó là một người đàn ông yếu đuối không có vũ khí và phép thuật ngay cả một kẻ yếu còn chưa bỏ cuộc thì chúng ta không thể quỳ gối ngay lập tức binh lính đã lấy lại tinh thần họ sẽ chăm sóc hai con phân thân trong khi subaru dụ cá voi trắng thật tới chỗ cây google lúc này gem phóng su ba lên lưng con cá đứng cự ly gần mới thấy con cá này khủng thật ngay thời cậu rơi xuống cậu đã nói cho con cá biết là mình đã ngỏm rất nhiều điều này rất có hại cho cậu nhưng đó là điểm yếu để gem tấn công con cá cô dùng khối băng khổng lồ ném vào hàm nó không trượt phát nào rồi đỡ su ba xuống ngay lúc cá voi trắng tiếp đất ca tần ra lệnh pháp sư làm đổ cây google con cá voi trắng bị cái cây khổng lồ đè lòi ruột ông du hem đến trước mặt cá voi trắng và nói đòn kết liễu này chính là cho vợ của ta Ngày hôm đó tại cung điện Du Hem đã thắng vợ của mình. Bà ấy hỏi ông có thích hoa không và câu trả lời là có, nhưng bà mới là người ông thích nhất. Cuối cùng ông đã trả thù được cho vợ của mình rồi. Tất cả mọi người lúc này đều gieo hò để ăn mừng chiến thắng. Vậy là cơn ác mộng kéo dài 400 năm đã chính thức kết thúc. Ca Tần bày tỏ sự biết ơn đến Su Ba Du. Cậu chính là người có công lớn nhất trong trận chiến này. Nờ nghĩa này cô sẽ nhớ mãi cho dù họ có phải chiến đấu giành ngai vàng sau này. Ca Tần cho phép Su mang theo Felix và 20 người không bị thương đi tiêu diệt giáo phái phù thủy. Hơn nữa ông Du Hem cũng tình nguyện giúp sức cho cậu. Trong khi đó Gem đã bị thương khá nặng, Felix đề nghị cô nên ở lại để trị thương, nhưng cô ấy không thể nào để Su đi vào nguy hiểm một mình. Thấy vậy Su liền khuyên Gem ở lại, vì cô đã cứu anh rất nhiều lần rồi. Thanh niên còn tự nhận mình là anh hùng của Gem, vậy nên mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp thôi. Ông im mẹ mùng đi ông ơi, mới từ chối con nhà người ta hôm trước, bây giờ thả thính cái gì. Bên này đoàn trưởng chó nâu cũng quyết định tiếp viện cho Subaru, quân lính của họ cũng sắp tới rồi. Nhưng không ngờ Julius cũng có trong tiểu đội đó. Subaru vẫn còn cay thanh niên này vì bón hành cho mình lên mặt. Julius chủ động hỏi thăm Subaru tình trạng vết thương. Thằng cu một quá liền vênh mặt nói mấy vết thương quen, bôi tí kem đánh răng vào là xong. Sau một hồi nói chuyện cả hai cũng đã làm hòa. Tất cả mọi người tập trung thành vòng tròn nghe Subaru phổ biến về kế hoạch. Do phái phù thủy sẽ xuất hiện ở khu rừng lãnh thổ giờ họ sẽ đến đó và tiêu diệt chúng trước khi chúng hành động. Cậu cũng đã nhờ Hô Xin mang rồng tới đón tất cả người dân đến nơi tị nạn. Lần này Subaru đã chuẩn bị rất cẩn thận để đối phó với vận mệnh phía trước. Subaru đi vào rừng dùng mùi phù thủy để dụ mấy thằng giáo phái Tepzio dẫn mình đến gặp tín đồ lười biếng con ti. Lâu rồi không gặp thằng này vẫn tởm như ngày nào. Hắn rất vui khi thấy một người có mùi sủng ái nồng nặc như vậy. Hắn liền hỏi Subaru phúc âm của cậu đâu. Nhưng thanh niên có biết phúc âm là cái méo gì đâu. Con liền làm ra vẻ mặt nghi ngờ, Hắn lấy phúc âm là một cuốn sách ra cho cậu xem thử. Thấy vậy Subaru liền nói bừa rằng mình đã đem nó làm giấy kê nổi rồi. Nhưng nước đi này hơi ngu. Con ty tức giận dùng bàn tay vô hình tấn công Subaru. Cậu lập tức tránh được khiến hắn hoảng hốt vì méo hiểu sao thằng này lại nhìn được tay của mình. Lúc này chị em nhân thú xông lên làm sập căn cứ giáo phái phù thủy. Con ty bị chọc tức đến vào đầu bứt tay mắt còn chảy ra máu gây quá. Hắn muốn làm một trận quyết đấu với Subaru xem ai mới là người được sủng ái hơn nhưng vừa dứt lời ông du hem từ phía sau chém một nhát đứt đôi người con ty hai nhóc con thú nhân bắt đầu lùng sục thi thể xem có trôm được gì không làm su du hết hồn họ rút từ túi áo con ty ra một cuốn sách đó là phúc âm mà hắn từng nói nghe thấy từ phúc âm cô bé liền ném nó đi vì thấy nó gây tởm phúc âm chính là giáo điểm của phù thủy nếu ai đọc được nó thì sẽ là người có tiềm năng gia nhập giáo phái phù thủy trước khi đi su du còn ngó là xem thằng này đã chết thật hay chưa thế là thú nhân liền tẩn hắn một phát bằng ma pháp nữa cho cậu yên tâm các tiểu đội khác cũng đã xử lý được một số ngón tay khác. Cứ như vậy họ sẽ tiêu diệt cả 10 ngón tay phù thủy. Đột nhiên Subaru thấy lạnh gáy, là bàn tay vô hình. Cậu ra lệnh tất cả nằm xuống nhưng một số người vẫn không thoát được. Bất ngờ một bàn tay khác túm lấy chân Subaru rồi kéo vào rừng trước sự hoang mang của mọi người. Kẻ bắt cậu là một phù thủy. Hắn tự xưng mình là bản sao của con ty, tức là có rất nhiều tín đồ lười biếng khác đang tồn tại. Subaru suýt nữa thì bị xếp thành bánh tét thì một tinh linh đỏ đã tới cứu cậu. Theo sau là chị em thú nhân. Tên tóc đỏ tức giận muốn dùng bàn tay vô hình kết liễu hai đứa nhỏ, thì ông Duhem đã dùng kiếm chặt đứt tay hắn. Sau đó thêm hai nhát nữa vào ngực tiễn thằng cu về đất mẹ. Subaru trở về nhìn những người đã ra đi liền tự trách bản thân vì cậu đã mang họ tới đây. Thấy vậy, ông Duhem liền nói một câu làm cậu tỉnh ngộ. Ông nói nếu hối tiếc thì hãy chiến đấu bằng tất cả những gì mình có cho đến khi thành thi thể thì thôi. Thế là họ tiếp tục đến lãnh địa ma giờ đón người dân và Emilia. Nếu họ an toàn thì quân đoàn có thể tập trung chiến đấu với giáo phái phù thủy. Đột nhiên một làn khói xanh bao vây Subaru, giam từ trên đỉnh núi nhìn xuống với biểu cảm rất kỳ lạ. Thì ra đây chính là ma thuật ảo ảnh, bất ngờ những bông hoa bên đường mọc ra dây leo siết chặt tay vào cổ Subaru. Cậu cố gào lên nhờ giúp đỡ nhưng tất cả mọi người đều bất động. Lúc này tinh linh nhỏ lúc trước lại xuất hiện rồi đốt cháy bông hoa kia, Subaru thoát khỏi ảo ảnh và thấy Julius ở trước mặt. Những người khác vẫn còn mắc kẹt trong ảo ảnh và anh sẽ dùng tinh linh của mình cứu họ thì ra tinh linh đỏ chính là tinh linh của Julius ớt được phái đi âm thầm để bảo vệ Subaru. Đột nhiên giam từ đâu lao tới kéo Subaru đi nhưng liền bị ông Juhem chặn lại. Giam chửi Subaru là đồ ăn cháo đá bát, ăn nhiều của ngày ma giờ như vậy mà lại đi phụng sự chủ nhân khác. Subaru liền hoang mang, hiểu lầm như vậy là chết con người ta rồi. Chẳng phải cậu đã viết thư giải thích mọi chuyện rồi sao? Nhưng hóa ra đã có kẻ đánh cắp bức thư và gửi về dinh thự một bức thư trắng, mà thư trắng nghĩa là thư khiêu chiến. Sau một hồi giải thích rát cổ họng cuối cùng giam cũng đã biết su ba du không phản bội cả bọn cùng tới ngôi làng để sơ tán người dân để chấn an họ su ba du bịa ra một cái cờ ma thú trong rừng đang chuẩn bị tới đây nên cậu đã mời những người anh em thiện lành tới chiến đấu với chúng nhưng dân làng đều đã biết chuyện do phái phù thủy sắp kéo đến đây tất cả là do chủ nhân của nơi này đã ủng hộ ả à bán tên tóc trắng kia su ba du muốn biện minh nhưng đã cứng học lúc này giam phải nói rằng ma giờ đã ra lệnh tất cả phải di chuyển đến nơi tị nạn thì họ mới chịu đi lo xong phần dân làng Subaru chuẩn bị tới dinh thự để đón Emilia và Betty. Cậu muốn Julius đi cùng để thể hiện mình đã giải quyết mọi rắc rối ở vương đô, cả phi cũng đi cùng thì chứng cứ mới xác thực. Đột nhiên một người đàn ông hùng hổ đi về phía họ. Gã nghi ngờ hai đứa này trôn đồ của mình trên xe. Subaru đang định giải thích thì Felix đã làm hắn tê liệt. Gã này chính là một thành viên của giáo phái phù thủy trà trộn vào đoàn thương nhân. Felix đã để ý hắn cả hôm nay rồi. Hai người cha hỏi người đàn ông về kế hoạch của giáo phái nhưng hắn chỉ cười nhe nhởn rồi tự phát nổ khi su tỉnh lại thì ngôi làng đã thành một bãi chiến trường may là giam đã kịp thời đưa những người bị thương và người dân tới nơi tị nạn thì ra lũ giao phái đã trốn vào đống hàng hóa để vào làng thủ đoạn thật bẩn thỉu nhưng đây cũng là cơ hội để họ tiêu diệt những bản sao của con ty. thằng ra bản sao này trông gớm quá trẻ không chơi ra đú đởn tham gia cái hội tầm bậy này hắn bị ông du hem làm gỏi nhẹ nhàng nhưng trước khi chết hắn cũng tự hủy để làm ông ấy bị thương còn một tên bản sao cuối su quyết định dụ hắn vào rừng vì cậu biết rằng mùi phù thủy sẽ dụ dỗ ma thú, thế là thằng nhóc trở thành mùi cho lũ ma thú. Ở trong làng Emilia cũng đã xuất hiện để cứu trợ, cũng ma pháp các thứ côn ngầu các thứ, nhưng đến hơi muộn nhà. Mọi chuyện đã kết thúc trong thắng lợi của phe đồng minh. Felix đẩy Subaru về phía Emilia nhưng cậu lại chạy đi với vẻ mặt kỳ lạ. Felix và Julius liền đuổi theo cậu. Lúc này Subaru đã bị con ti nhập vào cơ thể, lại một cuộc chiến nội tâm diễn ra kịch liệt trong cơ thể Subaru nhân lúc đang còn một chút tỉnh táo cậu cầu xin Julie ớt hãy ra tay với mình vì đại cục nên Julie ớt buộc phải xuống tay với cậu Subaru lại sống lại một lần nữa cậu trở lại khoảng thời gian bàn kế hoạch với mọi người sau khi đánh bại cá voi trắng cậu hỏi mọi người có loại ma thuật nào nhập vào cơ thể người khác không thanh niên Julie ớt quả là học sinh giỏi hỏi đâu biết đấy đó là cấm thuật chỉ sử dụng trong giáo phái phù thủy tổng giám mục có thể duy trì sự sống bằng các cơ thể dự phòng có nghĩa là nếu họ tiêu diệt hết các ngôi sao hắn sẽ không thể sử dụng chiêu này Bước đầu tiên ông Julen được cử đi tới dinh thự Ma Giờ để thông báo bức thư trắng là giả. Ca Tần muốn Emilia và dân làng di tản đến vương đô để tránh sự tấn công của giáo phái phù thủy. Emilia không ngờ Ca Tần lại tốt bụng như vậy. Sau khi đưa cô và dân làng tới nơi an toàn, Subazu cũng bắt đầu tóm tên gián điệp và đồng bọn của hắn. Trong khi đó, đoàn trưởng chó nâu và lính hô xin đã tìm ra căn cứ của giáo phái phù thủy và kết liễu hết bọn rau ria. Giờ thì chỉ còn thằng khốn con nữa thôi là xong thấy su chủ động mò tới khiến con Ty xúc động rớt nước mắt đang ôm nhau thắm thiết thì bất ngờ su trở mặt kêu con rồng húc lòi ruột tên khổ nó cú lừa vừa rồi khiến con Ty tức giận đuổi đánh su ba nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu rồi lúc này chị em thú nhận tới tiếp viện nhìn kiểu bay ôm gối của con Ty khiến hai chị em sợ vãi đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy kiểu bay tởm như vậy luôn su ba dụ hắn tới vách đá nơi julius đã đợi ở đây từ chiều anh là kiếm sĩ tinh linh khắc tinh của ma thuật hắc ám nên bón hành cho con ty không trượt phát nào. Cuối cùng hắn bị anh đâm cho một nhát xuyên tim. Con ty ti vẫn còn muốn sử dụng chiêu cuối hạn định đoạt sắc Subaru nhưng lần này cậu đã có kinh nghiệm dày dặn. Subaru nói rằng mình có thể quay về cái chết để cánh tay đó xuất hiện. Có một cô gái trong cơ thể Subaru nhìn thấy con ty nên đã cho hắn nếch sang thế giới bên kia luôn. Lúc này mọi người nhận được thông báo đám ma thạch đã bị lấy trộm. Chỉ một viên thôi cũng có thể thổi bay cả ngôi làng. Subaru nhớ lại cảnh xe rồng phát nổ lúc trước, chẳng có nhẽ số đá ăn cắp được giấu dưới gầm xe. Cậu lập tức đuổi theo đoàn xe bằng tốc độ bàn thờ. Trên đường thanh niên lái xe phóng lao hết ổ gà ổ vịt làm hai thằng tí thì đang xuất. Khi Subaru quay lại đằng sau thì thấy một bóng đen đuổi theo mình. Thì ra là thằng mặt lờ con ti, méo biết ăn cái miệng gì mà sống dai thế. Subaru dùng những bình dầu trọi vào con ti rồi tặng cho hắn một mùi lửa, nhưng hắn vẫn trâu bỏ đuổi theo. Thế là Subaru liền ném cuốn thánh âm làm mồi, sau đó đấm vỡ mõm hắn ra khỏi xe ngựa. Đoàn xe của Emilia đã ở trước mặt, cậu liền nhảy lên xe cô ấy như một vị thần. Quả nhiên số đá phát nổ được gài dưới sàn xe. Cậu rất dũng cảm mang hết số đá rồi cưỡi rồng chạy tới nơi vắng người ném nó đi, vụ nổ rất lớn chấn động cả một vùng. Nhờ có ông bà tổ tiên gánh còng lưng mà thanh niên vẫn còn sống và gối đùi lên người đẹp. Cô cảm ơn cậu vì đã cứu mạng của mình một lần nữa, ân tình này không biết lấy gì để báo đáp. Đơn giản, dùng thân báo đáp là được, tình cảm của hai người cũng tiến sâu thêm một bước nữa dù Subaru rất khổ cực. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi. Cũng tại đây Subaru đã tỏ tình Emilia và cô đã đồng ý. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, nhân chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé.